Rồi thì mình thấy trong trong chính kinh bản tiếng Việt ấy, thì mình tới cái chỗ dạ so hỏi Đức Phật ấy, làm sao vượt bọc lưu, làm sao vượt biển lớn, làm sao vượt khổ não, làm sao được thanh tịnh, làm sao vượt bọc lưu. Làm sao vượt bọc lưu thì mình thấy là bọc lưu vậy, thì còn nhớ cái trung linh bên đây còn nhớ bọc lưu không đây? Bọc lưu là nè, rồi thì cái bọc lưu ở đây đó là ảnh chỉ vô cái dòng sanh tử luân hồi, ảnh chỉ vô cái phiền não, ảnh chỉ vô tất cả những gì đó thuộc về cái thế giới trầm luân. Thì cái ở đây Đức Phật ngài trả lời trong cái bối cảnh này đó, thì Đức Phật Caspa ngài trả lời là đức tin được bọc lưu ấy bằng cái niềm tin. Câu này ám chỉ cho quả vị dự lưu. Rồi câu thứ hai là làm sao vượt được cái đại dương. Đại dương cũng là đại dương sinh tử thôi, thì ở đây là không phóng dật, vượt biển lớn bằng sự chuyên cần. Appama đó ám chỉ trí tuệ ám chỉ quả vị đi, quả vị nhất lai. Thì cái thứ ba đó là làm sao mà thoát được đau khổ, nhưng thoát khổ bằng sự tinh tấn ám chỉ quả vị bất lai na hàm. Rồi cái thứ tư á là thanh tịnh hóa bản thân bằng trí tuệ. Cái câu này ám chỉ quả vị là la hán. Rồi xong, là bốn cái câu này đó là ám chỉ cho bốn cái tầng thánh nha. Bốn câu này là ám chỉ cho bốn cái tầng thánh. Thì làm sao vượt bọc lưu ở đây đó, tức là Phật này đã là chúng sinh chỉ có thể vượt bọc lưu bằng bằng cái niềm tin. Thì niềm tin ở đây là niềm tin vào cái gì? Niềm tin vào vật lý nhân quả, niềm tin vào vào tâm tướng, niềm tin vào cái tác dụng của bốn niệm xứ. Đó là cái niềm tin đấy, niềm tin vào tác dụng của bốn niệm xứ, niềm tin vào cái nhân quả, cái tam tướng, cái tác dụng của cái niệm xứ. Khi mà có được ba niềm tin này đó là vì nó mới thành tựu được bốn cái dự lưu phần. Được bốn cái dự lưu phần đó là niềm tịnh tính bất động, từ đó có được tịnh tính bất động nơi tam bảo và thành tựu tự chi thành tựu giới hạnh bất hoại. Cái vị tu đạo quả là như vậy đó, là có cái niềm tin về nhân quả và tam tướng và tác dụng cái niệm xứ. Và không có tôi giảng nó bị cần nhớ, tức là nếu mà Phật học mình mà mình dốt quá sức, dốt mà mình nhớ thì dở thì thôi. Bây giờ chỉ nhớ cái đơn giản là cái nội dung của pháp là thứ nhất là vạn pháp do duyên mà có, cho là lý nhân quả đó, vạn pháp do duyên mà có, duyên nên là nhiều duyên. Rồi thứ hai đó là và khoan cái này, cái này mình không giải nghe nó vậy quên nữa, nhân duyên. Và nhân duyên ở đây nó không phải là một thứ mà nó là 850.000 thứ, đây là con số giả định thôi nha. Ví dụ như bây giờ các vị thấy giấc sáng ở Việt Nam mình đói bụng, mình cầm một cái dĩa bánh ướt mình ăn, thì các vị biết là muốn có được cái dĩa bánh ướt ở trên tay đó, nó không có phải đơn giản như là một cái người bình thường họ tưởng tượng. Một người không biết đạo đó
thì hỏi họ đó thì họ ráng lắm đó, thì họ sẽ nói hay cái khác một chút. Là nếu mà cái người biết đạo đó thì hỏi ở đâu có cái gì bánh cuốn này năng thì có thể biết được vô số nhân viên. Nếu mà người không biết đạo thì họ họ không biết Phật pháp, họ nghe mình hỏi vậy họ không hiểu tại sao mà mình hỏi như vậy, thì họ sẽ trả lời ở thời đại tôi có tiền tôi ăn, tôi có tiền tôi ăn. Thì có người nói ở thời đại vậy tôi muốn, thì vì tôi muốn thì nó mới có được cái gì bánh ướt tôi ăn. Rồi có người thì nói tại tôi có tiền, có người thì nói muốn người có tiền, rồi có người thì có thể họ nói ở đây có người ta bán được nhà tôi thì tôi ăn. Lý do đơn giản vậy thôi, thì tôi bán được nhà tôi mở cửa ra tôi thấy bán được nhà tôi ăn, cái thay tôi đi xa xôi bây giờ nó bán được nhà tôi bây giờ mắc cái chính nhiều tôi không ăn tôi kiếm cái khác làm chi. Còn người thì nói tại có tiền tôi lại tôi có tiền tôi ăn chứ không có tiền sao người tôi mà mua. Rồi có người nói tại có bán tôi mới mua, có người nói tại gần nhà mới mua, có người nói tại tôi muốn tôi mới mua, có người nói tại tôi đói chứ nếu mà tôi không đói thì mắc cái chính thì tôi mua, vân vân. Nhưng mà các vị sẽ nhìn phải nhìn nhận một điểm là tất cả những người này đều nói đúng hết, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó họ đều nói đúng hết, nhưng mà nó chưa có đủ, bởi vì nó có tới 84.000 lý do để mà có cái gì bánh cuốn nó ăn. Thí dụ là muốn chưa đủ, họ phải có tiền mà chưa đủ nữa. Nếu mà cái này họ bán ở ở Bình Thạnh mình mà cái bánh cuốn thì nó bán bên Phú Nhuận thì có lẽ họ không xuyên họ đi đâu, họ bán trước nhà. Nghĩa là phải đói nè, họ phải muốn nè, họ phải có tiền nè, nó họ bán ngay cái mũi của họ nè. Rồi sao nữa? Họ phải không có bệnh nữa. Chứ nếu mà cái bệnh mà cái miệng lặt nhách thì không muốn ăn gì hết, chỉ muốn nằm trùm mền xích dầu thôi nha. Chưa hết rồi nó còn nữa, nó còn những cái lý do sâu xa, những nguyên nhân sâu xa mà mình không có ngờ được. Ví dụ cái đơn nhà mình lúc đó là cái gia đạo của mình đi, có nghĩa là sao? Là vợ chồng cứ ok, cha mẹ con cái cứ ok, lúc đó mình mới không bị dính mắc nợ nần thù quán pháp luật này. Chứ nếu mình lúc mình đang bị truy nã thì dạ nào mà can đảm đâu mà mình dám mình ra trước nhà mình mua cái dĩa bánh cuốn mình ăn hả? Rồi mình trốn chui trốn nhủi trong rừng sâu núi thẳm dưới ổng cống dưới hầm dưới hố vậy mắt mình làm sao mình dám mà can đảm mà mình ngồi chạy mình lù lù ra đầu ngõ mình mua cái dĩa bánh cuốn mình ăn hả? Rồi mình bị kẻ thù truy sát làm sao mà mình dám lù mình ngồi đó hả? Rồi dám ngang nhiên xuất hiện cái đó. Ví dụ như vậy, như vậy thì nó có nhiều lắm. Còn mình đang mình nhức răng một cách nghiêm trọng, mình đang mình nhức đầu, mình đang mình chóng mặt một cách nghiêm trọng trầm trọng thì làm sao mình ra đó mình ngồi mình nghĩ đến chuyện mà mua dĩa bánh ướt mình ăn. Như vậy thì chỉ có cái dĩa bánh ướt trên tay mình thôi đó, các vị thấy, các vị tôi còn nghe rõ không? Dạ rồi. Như vậy thì vạn pháp do duyên là như vậy đó, có nghĩa là một chuyện nhỏ xíu thôi thì nó phải đòi hỏi tới hàng tỷ cái nhân viên nó mới có thể thành tựu được. Biết các vị nghe có thể hiểu được chứ đâu. Đó, hàng tỷ nhân viên nó phải có cái hàng tỷ nhân viên, tức là càng nói thì nó càng lòi. Rồi chưa kể là thế giới phải, trong khu vực đó lúc đó phải hòa bình. Chứ nếu mà chung quanh mình lúc đó là bom rơi đạn nổ thì làm sao mà mình có thể mình ra mình có ai dám bán bánh cuốn để cho mình ra mình mua. Ví dụ như vậy. Cho nên là rồi cái tình hình thế giới, tình hình kinh tế Việt Nam lúc đó phải ok. Thì ok ở mức tối thiểu, chứ mọi người mà đói như năm 45 á thì làm sao có bánh cuốn cho mình ăn nè. Rồi chiến tranh mà loạn lạc như năm 75 á thì lấy cái gì cho mình ăn, ví dụ như vậy. Cho nên là mỗi thứ là phải ok ở một cái mức độ tối thiểu nha, nhớ nha. Cho nên nó là vạn pháp do duyên mà có. Thứ hai là đã có rồi thì dứt khoát phải vô thường đó. Rồi cái thứ ba là chỉ có đời sống tỉnh thức của cái người mà tu tập tứ niệm xứ thì mới là con đường duy nhất để được an lạc ngay đời này và dẫn đến cái sự giải thoát sinh tử. Chỉ có cách đó thôi, chỉ có một con đường. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy là tứ niệm xứ là con đường duy nhất thì dẫn đến sự thanh tịnh chúng sinh, chấm dứt khổ ưu thành tựu chánh trí. Không biết các vị còn nhớ cái đoạn kinh đó hay không, hay là do nghĩ là do tôi tự tôi vẽ ra đoạn kinh đó. Không biết các em trong rung một ai nhớ cái đoạn kinh đó không? Chính là xác định, chính là Đức Thế Tôn xác định trong kinh Tứ Niệm Xứ, đây là con đường duy nhất mà dẫn đến sự thanh tịnh hóa chúng sinh, dẫn đến sự thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, chấm dứt khổ ưu. Biết có ai còn nhớ cái đoạn đó không? Cho nên ba cái này, ba cái niềm tin rất là quan trọng. Và chỉ có cái niềm tin như vậy đó thì cái vị tu đạo hòa mới là dẫn đến cái quả vị, thì người ta mới chứng được cái quả vị tu đạo hòa nha. Khi mà có được cái quả vị, tôi chứng được quả vị tu đạo hòa thì người ta mới tiếp tục thành tựu bốn cái diện lưu phần, tức là bốn cái điều kiện, bốn cái điều làm nên cái phẩm chất
làm nên cái nội dung của một vị đồ quên, đó là gì? Đó là thành tựu cái niềm tin tin bất động, cái niềm tin không dời chuyển, dời đổi đối với tam bảo. Và vị đã thành tựu cái giới hạnh bất hoại, có nghĩa là sao? Là vị đó hoàn toàn có thể chết nhưng mà không thể nào mà phạm giới. Giới mà mình đã thọ trì, nó rõ như giới mà mình đã thọ trì. Ví dụ như vị đó thọ trì năm giới thì thà chết chứ không phạm năm giới. Vị đó là sa di thì thà chết chứ không có phạm giới sa di. Vị đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni thì vị đó dầu chết cũng không có phạm cái giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni của mình nha. Thầy nhớ cái đó. Chứ còn mình mà không có nhớ kỹ cái này nè, cái thắc mắc, thắc mắc nó ủa không phạm giới là sao ta? Bà quý sơ kha, bà cũng có con có chồng mà tùm lum chứ đâu phải là không có. Rồi anh Đăng Đa cũng là tu đồ quần rồi, rồi ngài lại không có gia đình, vậy là giữ giới là giới làm sao? À thì lúc mình làm ơn nhớ dùm giới ở đây gọi là samma đà na xì là samma đà na xì là giới mình đã phát nguyện đó. Ví dụ như mình là cư sĩ ha, mà mình phải làm lụng này nọ tùm lum hết, thì bắt buộc mình chỉ có chồng có con có vợ có con có vợ chồng con cái, thì bắt buộc mình chỉ có những năm giới thôi. Nhưng mà trong 8 ngày bát quan mà mình đã thọ giới rồi đó, thì trong kinh nói rồi, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà cái giới của tôi đùa không có mất được. Họ không nguyện thì thôi, vậy họ thấy không xong thì thôi, họ không nguyện bát quan. Họ đã nguyện rồi đó thì không bao giờ họ bị mất. Đây là điểm đặc biệt của tôi đùa. Nhưng mà vì đó chấm dứt được thân kiến là nghi giới thủ ha, cái này bữa hôm giảng rồi. Rồi cái thứ hai nữa là cái câu thứ hai đó là không có nhận vượt điểm. Thì cái điểm đặc biệt của vị tu đồ quần là niềm tin ấy, cái điểm nổi bật á. Còn nói vị rồi đến cái điểm thứ hai đó thì nó vi tế hơn, đó là chuyên cần. Có nghĩa là khi mà vị đã bước vào cái ngôi nhà thánh rồi đó thì vị đã chỉ là đi lên một bước nữa là sự tinh tấn, không chỉ vui. Còn không chỉ vui đây nghĩa là vị đó có khả năng là giảm nhẹ dục ái và sân, bỏ cái định nghĩa rồi dục ái tăng là sự bất mãn trong các cảnh dục. Và chúng ta cũng biết rồi, do cái phiền não của bản thân cộng với cái túc nghiệp quá khứ hả? Thì mình thích trong cái này cái kia. Chứ còn thực ra đó, nếu mà mình là người đắc sơ thiền thôi, không cần đắc thánh nhân, chỉ đắc sơ thiền trở lên thôi hả? Thì mình sẽ thấy rằng không có là bị ghi rồi. Chỉ cần đắc sơ thiền hả? Thì ta sẽ thấy không có lý do nào để thích năm dục. Cái câu này là cái câu rất là quan trọng. Tại vì mình cứ tưởng là ví dụ như cái người tôi đã nghe người ta nói, Phật tử họ nói, khi mà có một lần tôi nói chuyện với họ, tôi nói nữa mình giải trí bằng cách đi đánh bài, đánh bạc, nhậu nhẹt, câu cá, săn bắn, nhảy đầm, ca hát, thì cái đó nó quá bậy rồi. Mà ngay cả trong tinh thần Phật giáo rốt ráo, cái chuyện mà mình chơi lan, chơi kiển rồi vậy đó, làm vườn nó cũng là mất thời gian, không nên. Mà chỉ mình kẹt thì mình phải đi làm để nuôi vợ, nuôi con, cái thật ra đó là cái thời gian nên để mà tu tập, để thiền định, tu tập thiền kiển thiền quán, hoặc là nghiên cứu Phật Pháp. Chứ còn ngay cả cái chuyện giải trí và những cái đó là nếu mà nói cho rốt ráo là cũng là chuyện không có nên. Họ mới giải thích cho tôi thế là nó không, chứ nói cũng không có đồng ý. Bởi vì là mình chơi lan như kiểu cho đầu óc mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Rồi khi mà mình nhìn ngắm một cái lan mà nó đang nở, rồi mình theo dõi một cái đó quỳnh giữa đêm, ví dụ như vậy, thì lòng mình nó nhẹ nhàng, nó vui lắm. Mà cái vui đó là vui lành mạnh. Anh đâu ngoài xã hội, người ta đâu có ai mà lên nén cái đó. Mà sao trong đạo khó khăn quá vậy? Đã không? Thì tôi nói không. Có những chuyện nói theo quan điểm xã hội thì nó ok nha. Nhưng nói theo quan điểm rốt ráo của Phật Pháp thì nó không nên. Và nó mất thời gian dữ lắm. Bởi vì với một hành giả mà chuyên tu á, tức là nhất cử nhất động đều quan sát, thì hành giả sợ bài ra chuyện lắm. Thì mất công thêm cảnh để mà rối thôi nha. Nói mà mình chỉ việc mình ngồi yên thì là mình sẽ còn theo dõi hơi thở đã không xuể rồi. Rồi cái mình đi cầu, đi tiểu, đi rửa mặt, rồi mình đi ăn uống, rồi mình bước đi, mình ngồi xuống, mình nằm xuống, nghe.
Rồi mình những cái lúc chúng nó chuyện kể cả tâm mình nó thay đổi liên tục và liên tục. Thì nói chừng đó chuyện là hành giả đã hết ngày hết giờ thì thời gian đâu mình ngồi mình lan mà kiểm thế mà thưởng thức vườn tược thế. Thì các vị thấy không? Tức là mình có tới 1 tỷ lý do để mình đam mê trong cảnh dục. Ví dụ bonsai nó vẫn là cảnh sắc mà, cảnh sắc, cảnh cảnh mùi mà ha, mùi là mùi thơm của hoa đó, cái cảnh sắc rồi cái mùi. Thì chưa kể là cái cảm giác mà ngồi ngoài vườn gió rêu rêu mát, nhìn trăng là nhìn nắng, là chưa kể là những cái đó là thuộc vị xúc, vị cảm xúc nha. Thì sự mát mát rêu rêu ngoài vườn nó cảm giác nó đã lắm á. Cho nên mình có nhiều lý do để mình thích cảnh dục. Nhưng mà một người đắc sơ thiền thì sao? Họ thấy rằng á, những cái nhu cầu đó thật ra nó không có thật sự cần thiết giữa cái cuộc sống quá ngắn ngủi này. Và với một người đắc thiền thì cái niềm an lạc từ cái sơ thiền đem lại cho họ nó gấp triệu lần cái niềm an lạc trong lúc người ta hưởng dục. Có nghĩa là lúc người ta nhìn cái người ta này đẹp, người ta nghe cái kia nó hay, người ta ngửi cái mùi nó thơm, người ta nếm cái vị nó ngon, rồi cái thân người ta được êm ấm nhẹ nhàng mịn màng nhé. Thì đối với một vị mà đắc sơ thiền thì tất cả năm dục nó chỉ còn là gánh nặng thôi. Nó giống như nó nếu mà nói mình ví dụ chính xác thì trong mắt của vị trụ quần nó giống như là người lớn ở giữa của vị sơ thiền chứ. Họ nhìn cái dục nó giống như người lớn nhìn cái đồ chơi của con nít vậy đó. Họ nhìn những cái chiếc xe hay là những cái nồi chảo mà bằng mũ vậy đó, y chang như vậy. Họ không có tưởng tượng ra được là vì sao mà có người có thể thích được năm cái này. Nếu như mình người lớn thì chẳng qua mình không để ý, cho nó thẳng luôn là mình để ý thì mình cứ nhớ ở đó. Mình nhỏ mình cũng vậy ha, mình không có ngạc nhiên thắc mắc. Nhưng mà nếu mình là người mà Phật tử thì mình đó là những cái chuyện tuy là buông nhưng mà rất đáng để mình suy nghĩ. Mình đã suy nghĩ, ồ tại sao mình nhỏ mình thích cái đó ta, tại sao mình thích được cái đó. Hoặc là một ngày nào đó mình gặp lại người xưa, mình nghĩ tại sao mỗi con người như vậy, có tánh tình như vậy, mắt mũi như vậy, mà có một thời mình mất ngủ ta. Không biết nếu mà ngày đó mà mình không có vì cái chuyến duyên mà hai đứa đến với nhau là bây giờ chắc cha mình rồi. Bây giờ nó mập, nó xồ xề, nó ăn nổi thì thôi, nhớ hơn, rồi làm việc thì chỉ dục chạc, vô ý, vô tứ, may mắn. Thì cái cảm giác mà hú vía, hú hồn đó đó, nó chính là cái cảm giác của cái vị tu đầu quần. Khi nhìn lại cái thế giới phàm phu, nó chính là cái cảm giác của vị sơ thiền mà nhìn lại thế giới của dục giới. Nó y chang rồi, mình nó xài cái tiếng hú vía đó, hú hồn đó. À, cho nên đó gọi là dục. Rồi còn cái bất mãn là sao? Là khi mình còn có thích thì mình còn cái bất mãn. Mình còn thích trong cảnh dục thì mình còn có cái bất mãn. Hai cái này nó là một cặp trời xanh nha, một cặp trời xanh. Hãy còn thích trong cảnh dục là còn cái bất mãn. Mà vì giữ cái vị mà bất, nhất lai tu tư đà hàm thì họ không còn. Họ không còn, họ nhẹ dữ lắm. Họ giảm nhẹ cái này, giảm nhẹ. Họ còn ở một cái dạng vi tế, chỉ còn cái dạng vi tế. Lên tới cái tầng thánh thứ ba đó là dứt hẳn 100%. Nghĩa là vị này không có còn thích trong năm dục nữa, dù có thể đang sống trong cảnh dục thế. Và từ đó vị này cũng tỉnh viễn, không còn có sự bất mãn nữa. Cho nên phải nói không cần đắc a la hán, chỉ cần tới cái thứ ba này là mình đã thấy nó phê rồi. Bởi vì sống ở đời mà không còn thích dục nữa thì lòng nó tự nhiên nó nhẹ nhàng, giống như mình đang gánh 1000 cân mình luyện xuống vậy đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là khi mà không còn dục tham dục thì nó không còn dục ái thì nó dẫn đến điều thứ hai là nó không còn sự bất mãn. Cho mình biết trên đời tại sao mình khổ không? Thì có sự bất mãn, có cái gì đó nó làm cho mình khó chịu, nó làm cho mình sợ hãi, nó làm cho mình giận hờn, cái gì nó làm cho mình ghen tức, làm cho mình tiếc nuối. Thì chỉ cần mà không có cái tâm sân á, không có sự bất mãn thì coi như là mình đã rất là nhẹ nhàng. Trong kinh Đức Phật này từng dạy rằng này các tỳ kheo, trong tôi tăng kia nghe nói rằng những cái vấn đề mà vị tu đầu quần mình mà đã giải quyết xong nó nhiều như cái dãy núi, mà những vấn đề nó còn sót lại nó giống như 7 cái hòn sỏi vậy đó. Tức là vị nó tái sanh tối đa là 7 lần nha. Thì người nói rằng cái vấn đề phiền não sanh tử, vấn đề đau khổ đọa lạc trầm luân, tất cả những vấn đề đó, những vấn đề mà vị tu đầu quần nó lìa bỏ được để giải quyết xong ấy, nó nhiều như vậy núi Himalaya. Và những cái vấn đề tồn động lại mà vị này còn phải giải quyết trước khi viên tịch niết bàn ấy, thì nó chỉ nhỏ như 7 hòn sỏi thôi. Huống hồ chi là vị A Na Hàm.
cũng vì một người không còn thích và không còn bất mãn nữa nha. Rồi tới cái thứ tư này, bài học tôi giảng tới đây. Tới cái thứ tư đó là tu đồ quần á, thì cái nổi bật ở đây là đức tin. Cái tư đà hàm nổi bật là cái sự chuyên, cái sự không dễ vui nữa. Cái vị anahàm điểm nổi bật đó là tinh tấn trong trường hợp này thôi nha. Rồi ở đây đó tới cái vị mà A-la-hán thì cái điểm nổi bật là trí rốt ráo trong bốn tình thánh. Cái rốt ráo chính là cái quả vị A-la-hán, tức là cái chuyện mà vị A-la-hán phải giải quyết là chỉ là vấn đề thấy thêm mà thôi. Ta phải ghi câu này, vấn đề duy nhất mà người mà vị tam quả phải giải quyết để chứng là hết chính là sự kiện toàn trí tuệ. Chính là sự kiện toàn trí tuệ. Chứ còn cái phiền não đó lúc đó là kể cho vui, phải nói là kể cho vui, phải nói. Thế nhưng mình kể mình nói là 10 phiền não thì vị đó giải quyết được 5, còn lại 5 cái. Nhưng mà thật ra đó là kể theo con số, chứ trong thực tế đó, là khi đắc sơ quả không còn thân kiến nữa thì phiền não hết đường rồi. Cho nên hai vị này không còn cái khả năng mà tái sanh nhiều được nữa, không còn cái khả năng mà tái sanh quá vậy kiếp, tái sanh nó có dục á, không còn khả năng tái sanh nó có dục quá vậy kiếp. Rồi khi mà đắc nhị quả đó thì vị này chỉ còn có cái khả năng quay lại một lần thôi, tức là quay lại dục giới một lần thôi, là nhất lai. Rồi khi mà đắc a na hàm rồi đó thì vị này được gọi là bất lai, là không còn cái khả năng mà quay lại. Cái này phải ghi đây, sơ quả là thất lai vì chỉ còn lui tới cõi dục tối đa 7 lần. Rồi cái là nhị quả nhất lai chỉ còn có thể trở lui dục giới hả một lần. Rồi cái tam quả, mấy cái này phải phải ghi là bất lai không còn khổ thiết kiệm khả năng quay lại dục giới nữa, mà không biết là nếu người ngồi trong bên nghe có hiểu gì không ta. Quý vị biết tôi rất là hoang mang cái đó, quý vị giảng mà không có nhìn mặt. Rồi có nhiều người là họ chưa có từng học giáo lý Nam Tông, chưa từng học A Tỳ Đàm. Không phải tôi chê các vị, nhớ nha, đây những điều phải chê, vì này không có quen. Nhưng bây giờ tôi đâu có giờ tự nhiên phơ đi đem luyện vô đâu có phòng lá bắt tôi đi đưa mấy cái ống mấy cái bình nó bắt tôi đi pha chế quá học rồi, nhưng tôi phải kêu trợ rồi. Cái biết của mình nó chỉ vừa đủ để đi nó dốc thôi, để đi ăn dỗ thôi, nhìn vô bạc vô phòng lát vô một đống, cái đó không phải vấn đề. Mà tôi nghĩ là vấn đề là hoàn cảnh nào biết cái nào ok, nếu mà hiểu là mừng lắm rồi. Chỉ sợ có một ngày mà ai cũng hiểu, chỉ có một người không hiểu, hoặc là chỉ một người hiểu mà không còn ai hiểu, dịch được ok vậy là mừng lắm rồi nha. Vậy thì thất lai ở đây đó là chỉ cho lai ở đây là trở lại hết. Thật lai là 7 lần trở lại, lần trở lại đâu, trở lại là có dục giới nha. Rồi nhất lai là chỉ còn đó là có dục giới một lần thôi, còn bất lai là không bao giờ trở lại nữa, là đi luôn nha. Đó. Thì cái vị mà sắp sửa chứng đại hán thì nó chỉ còn làm một việc duy nhất, đó là kiện toàn trí tuệ, tức là thấy rốt ráo tư đế. Bởi vì lúc đó là cái thấy nó chưa có tới nơi. Chưa có tới nơi, chỉ gọi là tam quả. Còn muốn chứng đại hán thì phải kiện toàn cái trí tuệ để thấy cho tới nơi. Còn mấy phiền não hồi nãy tôi nói cho vui, nghĩa là sao? Nghĩa là nó có trong một cái tình trạng không đáng kể. Giống như ở đây có ai mà từng về nhà thì biết. Ở đây có ai mà từng về nhà thì biết. Thí dụ như mình nói là hỏi gì còn sót đồ không? Còn một chút ít đồ ăn. Thì cái đĩa đồ ăn ở đây nó có thể là một thùng mì với nửa bao gạo thôi.
à, chứ không có phải là một đống đồ khô như mì rồi bún hủ tiếu phở khô như trước đây không có. Mà bây giờ ở dọn nhà xong cho nó xong rồi, nhưng mà còn ít hơn ít gì nữa, còn một ít chỗ ăn thì là tưởng sao mình lại đó mình thấy chỉ còn có non non thùng mì gói với là bạn dùng miệng gốc tư rau gạo vậy đó. Như vậy đại khái như vậy. Ok, hãy nhớ bốn cái này nhé. Rồi tiếp theo là dạ sao hỏi Thế Tôn, tiếp theo là làm sao được trí tuệ, làm sao được tài sản, làm sao được danh xưng, làm sao kết bạn hữu nhé. Những chuyện đầu tiên đó là làm sao được trí tuệ. Làm sao được trí tuệ? Rồi, thứ nhất là xuất xù sắc. Muốn được trí tuệ thì chuyện đầu tiên là khéo học hỏi. Vắn tắt như vậy thôi, trong bản tiếng Việt là rất là dài, nhưng bây giờ mình cái căn cứ vào cái từ gốc mà Đức Phật dùng ở trong bản Chánh Tạng ha, rồi cộng với chú giải thì giải thích như vậy nè, giải thích như vậy. Có nghĩa là khéo học hỏi. Cái học hỏi ở đây có nghĩa là, cảm ơn ghi giùm cái này, cái học hỏi ở đây có nghĩa là học tập, cái là học đạo với cái lòng cẩn trọng tôn kính. Học đạo với cái lòng cẩn trọng tôn kính nhé. Học đạo với cái lòng cẩn trọng tôn kính. Học để hướng, học mà hướng tới cái sự nhé, tìm với họ hướng đến cái sự mà thấu đáo, cái nghĩa lý rốt ráo, chứ không phải học để biết, không phải học để cho biết, không phải học để cho biết su, mà học để biết được cái nghĩa lý rốt ráo. Thứ nhất là học bằng sự cẩn trọng, thứ hai đó là hướng đến cái sự rốt ráo, hướng đến cái nghĩa rốt ráo. Rồi cái thứ ba đó là hướng đến cái đến cái cứu cánh sau cùng của việc học. Không, cái thứ hai là học mà hướng đến cái ý nghĩa rốt ráo, chứ không phải hướng đến cái sự thấu đáo, ý nghĩa rốt ráo. Thứ hai là cái gì đó, học là nghĩ là nhắm đến cái sự hiểu biết rốt ráo. Rồi cái thứ ba đó là hướng đến cái cứu cánh rốt ráo, sự hiểu biết rốt ráo và cứu cánh rốt ráo. Không biết có hiểu hai cái này không? Học có là một là học bằng sự tôn kính cẩn trọng, chứ không phải là vừa học rồi gác gác trên trên bàn miệng ngậm đi thuốc rồi cứ gọi nhớ được nhiều hay nhiều, cái đó không phải. Người cẩn trọng nhất là học để hướng đến cái sự hiểu biết rốt ráo, và thứ hai là nhắm đến cái cứu cánh rốt ráo. Đây là hai cái rời nha, hai cái rời nha. Như vậy thì đó gọi là học một cách cẩn thận, khéo học tập là như vậy đó. Một là học bằng sự tôn kính, hai là học nhắm đến cái sự hiểu biết rốt ráo, và ba là nhắm đến cái sự thành tựu cứu cánh rốt ráo. Rồi cái tiếp theo nữa là tinh tấn. Muốn có được tài sản thì phải tinh tấn. Chữ tinh tấn ở đây nó gọi là muốn có tài sản thì phải tinh tấn. Tinh tấn là cái gì? Là ức thà tế, là sống có trách nhiệm. Sống có trách nhiệm là sao? Là thú đâu vậy? Tại sao tôi ghi mấy cái này? Tại tôi muốn bà con có những cái khái niệm, có những từ ngữ mà mình xài rất là thường ở trong đời sống. Mà nếu mà mình biết được cái chữ Pali thì nó tốt quá đi. Một là gieo duyên Phật pháp, thứ hai nữa là mình Phật tử mà mình biết được mấy cái chữ này bằng Pali nó quá sức hay đi, quá hay đi. Nếu mà tôi có người thân chí ái, chẳng hạn như tôi có một người đệ tử và một đứa con á, xin lỗi thú, chữ thú nha, thú ra quà, thì tôi cũng muốn cho nó nhớ cái chữ này. Sao kỳ vậy ta, cái chữ này sao chữ thú không được vậy? Thú kỳ vậy ta, chữ thú, thú đâu ra mới đúng, thú đâu ra. Đúng, như là sống có trách nhiệm. Sống có trách nhiệm, sống có trách nhiệm, responsibility là sống có trách nhiệm nha, phải nhớ cái này, sống có trách nhiệm. Thì cái người như vậy thì mới có được tài sản. Và tài sản ở đây đó
Tài sản ở đây gồm hai thứ: tinh thần và vật chất. Tài sản thể tục và tài sản đạo nghiệp. Gồm vậy đó. Tài sản này gồm hai thứ là tinh thần và vật chất, rồi cái tài sản và đạo nghiệp. Đạo nghiệp có nghĩa là những cái gì mà mình hàm dưỡng, mình tu tập được đó, đó gọi là tài sản đạo nghiệp. Biết cái trong rung có nghe cái chữ đạo nghiệp chúng ta? Cái chữ đạo nghiệp có nghĩa là những cái gì mà mình thành tựu được trong cái đường tu đó, gọi là đạo nghiệp nha. Chữ này chữ rất là đáng để mình học nha. Thì chỉ có cái người tinh tấn mới có được cái này. Thì tôi nói rồi, để trả lời những câu này nó có tới 1000 cách, nhưng mà tùy người mà ngài trả lời như thế nào nha. Thế nhưng có một lúc này sẽ đó, chỉ có trí tuệ mới làm cho người ta thành tựu, có được những cái tài sản. Nhưng mà trong trường hợp này thì ngài trả lời rằng phải tinh tấn mới có được tài sản. Cái này thì tùy duyên, tùy người, tùy chỗ, tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng nghe. Có nghĩa là phải tinh tấn. Thì trong đây mới giải thích thế này, là giàu cho tài sản của thế gian hay là tài sản của chuyện tu của người tu hành thì cũng phải là. Rồi cái tiếp theo đó là bố thí cách đặng hiểu nghe. Có nghĩa là trên đời này đó, Đức Phật thì dạy nó có bốn nhiếp pháp. Mở một đơn nhiếp và ly vô sang gã hao bắt thú. Là bốn điều kiện tối thiểu để thu phục nhân tâm. Gồm bố thí, nhưng ở đây tôi không muốn dịch chủ thí, mình dịch là gồm sự hào sản, rồi cam ngôn, rồi cái thứ ba, cái từ cũ dịch đó là bố thí ấy là hành động sự, thứ ba nó là lễ hành, rồi không thể thích sao hả? Đồng sự. Thứ nhất là sự hào sản, nghĩa là sao? Là chuyện đầu tiên mình nói người ta không có sự toan tính về vật chất. Nên đó, cái chuyện đó là cũng là một trong những cái lý do mà để cho mình thu phục được nhân tâm. Dĩ nhiên mình cũng phải trừ ra những cái hợp đặc biệt. Tuy nhiên người ta quá giàu đi, thì cái sự rộng rãi của mình người ta không thèm dòm tới, và người ta cũng không có thèm cảm kích. Trong cái thiên hạ thường có thấy người giàu thì họ có tưởng là mình rộng tay với họ để mình mua lòng, nhưng mà không phải. Có những người họ giàu đến cái mức mà họ thấy họ giàu mỗi lần họ cũng là người rộng rãi, bản thân họ cũng là người rộng rãi, thì họ thấy họ thấy điều kiện bình thường vậy đâu phải cảm kích nha. Nhưng mà đó là chuyện rất hiếm. Cái thông thường mà nói là 99.9% trong người sống này thì ai cũng cảm kích trước cái sự hào sảng, sự rộng tay của người khác hết. Đó là một trong những cái bí quyết thành công. Thứ hai là cái cam ngôn, có nghĩa là cái ngôn từ nó quan trọng đó. Ông vua đó, cái gì ông cũng có hết, tiền bạc quyền lực cái gì ông cũng có hết. Vậy mà cái thằng nào đó mà nó cứ rủ rỉ, mà thằng nào mà nó nịnh cho giỏi, nó nịnh cho chuyên nghiệp, thì ông vua cũng chết lên chết xuống được thường nha. Thì cái chữ cam ngôn này nó không phải là nịnh, mà nó là ngôn ngữ nói năng đó, làm sao mình cho nó rót từ một ly kiểu há bay văn gầm mà là đi thẳng vào tim người nghe đó. Cái chữ từ này phải học là há bay văn gầm mà nói làm sao mà nó chọc ngay cái tâm thức của người ta đó, nó chọc ngay cái cao hoang của người ta đó. Tức là nghe tin với người ta đó. Thì tôi nói rồi, ông vua cái gì cũng có, vậy mà ông nghe nó ngọt, ông còn mê mà. Cho nên cái chữ cam ngôn nghĩa là nói ngọt đó. Nhưng mà ở đây nó có hai trường hợp. Nói ngọt là do cái lòng gian trá giả dối,
nịnh bợ thì cái đó không có xài được. Nhưng mà nước ngọt đây có nghĩa là nói, lời nói xuất phát từ bi mẫn, từ cái lòng bi mẫn ấy, thì đó mới là lời cam ngôn nha. Cho nên thứ nhất là lòng hào sảng, thứ hai là có là cái lời nói mà xuất phát từ từ cái lòng bi mẫn. Thứ ba là lợi hành. Lợi hành có nghĩa là mình làm cái gì đấy cũng nhắm đến lợi ích của người ta hết. Làm gì cũng chứ làm gì có lợi nghĩ là người ta hết. Ví dụ như bây giờ chỉ nhẹ nhàng thôi, chỉ nhẹ nhàng thôi, hai người mình ở chung phòng nhau, mình chắc sáng mình cái người đi sau đó họ bước ra đó, họ thấy cái đôi dép của họ được xếp ngay ngắn ở trước phòng, họ tối mình để kiểu làm sao mình không có nhớ, nhưng mà sáng mình vậy mình thấy trước phòng sạch sẽ, mình thấy cái đôi dép của mình được xếp ngay ngắn mà nó lại hướng cái mũi ra ngoài bên ngoài, cho nên mình chọc vô là mình đi thôi. Thì nếu mà cái người sống ý tứ một chút đó, thì họ cảm kích cái đó lắm, chỉ nhớ xíu thôi. Rồi trong cái bữa ăn đó, cái sự chăm sóc một chút xíu thôi nó cũng làm cho người kia họ cảm kích, họ ấm lòng, nghe nó ngọt, nó ngọt chẳng những trên cũng nghĩ đến lợi cho người ta. Không, đừng có ghi làm gì cũng có lợi không được, mà có đó là làm gì cũng nghĩ đến cái lợi ích của người ta. Cái đó, cái câu đó nó hay hơn là làm gì cũng có lợi cho người ta, nghe nó ngu quá. Nghe giống như mình là một cái thằng mà ăn cơm nhà gác nhà vôi, chuyện nhà thì gác mà chuyện chú gác thì xin, không phải. Cái này sao cái đọc như tôi thấy tôi không muốn lợi hành tí nào đó nha. Mà cái này là lợi hành, cái là làm cái gì cũng nghĩ đến lợi cho người ta đó, để mà mình cộng từ nhân chia. Mà trong kinh nói rõ đó là cái người trí ấy, là không có vì người ta mà làm cái điều bất lợi cho mình, mà cũng không có vì mình mà làm cái điều bất lợi cho ai. Nhớ nha, phải nhớ cái đó. Người trí không có vì là cái người mà người hiền cái trong đạo đó, người hiền mà theo định nghĩa của Phật ấy, thì không có vì người khác mà làm điều bất lợi cho mình, nhưng cũng không vì mình mà làm điều bất lợi cho người khác. Có nghĩa là làm cái gì phải nhắm lên lợi ích của mình và của người, nhưng mà chưa đủ còn nữa. Lợi ích đó mà chỉ có lợi ích một đời không chưa đủ, mà lợi ích là lợi ích của cái đời sau kiếp khác nữa. Thí dụ như bây giờ mình đi săn bắn, mình đi câu cá, mình đi nhảy đầm, mình gái gú, mình chích thuốc, mình nghiện ngập, thì trước mắt là nó vui thiệt đó, nhưng mà đời sau kiếp khác thì nó tan thương lắm nha. Cho nên là lợi ích của mình, lợi ích của người, lợi ích của đời này và của kiếp khác nha. Đó là lợi hành, nghĩa là làm những nghĩ đến người ta hết. Được cái đồng sự là sao? Đồng sự tức là sống có chia sẻ, sống không có kỳ thị, sống không có cái gì cả. Đồng sự đi có nghĩa là sống hòa đồng đó, sống hòa đồng. Yes, sống hòa đồng. Nhưng mà có trường hợp cái này phải nhớ. Người chi, người Phật tử có lúc chỉ cần hòa mà không đồng. Rồi sao nữa? Hòa quen nhưng không hỗn tục. Đó, hòa mà hỗn động làm sao? Ví dụ như người ta làm sao mình cũng dễ vui vẻ, nhưng mà bây giờ tự nhiên cái khùng nó nổi cơn, nó làm cho tầm mậy, thì hòa là cái mình sống sao cho nó hài hòa, đoàn kết. Nhưng mà mình cũng không có hẳn là mình phải 100% mình ủng hộ, mình đồng ý, mình đứng về phía người ta khi người ta làm tầm bậy. Tôi ví dụ, thì như mình là người Phật tử, mà người ta đâu có biết. Rồi cái người ta rủ mình đi cắm trại, cái mình qua đêm ở một bờ suối, rồi tối nó rủ mình xuống suối bắt cá lên nướng, thì không được, cái vụ đó là không được. Cái vụ đó là không được kia. Thực có nghĩa là có nhiều lúc như vậy đó, nó rủ mình giữa rừng mà nó rủ mình đi đặt bẫy, đi làm đặt bẫy bắt thú để mà có thú về nướng, để mà cắm trại giữa rừng cho nó vui, cho nó thêm cái nét của quan sơ của thiên nhiên, thì cái đó không được. Cái đó là mình hòa, nghĩa là bây giờ anh muốn tôi làm cái gì cũng được, anh nhìn cái vụ này không được. Nhưng mà cái người Phật tử cũng phải có cái nhiều cách để nhớ. Có nhiều trường hợp mình từ chối thẳng, những cái trường hợp mình từ chối khéo, thì mình có những trường hợp mình không, khi mình đi với ông sếp, mình tự nhiên mình móc cái thẻ đạo đức ra, mình nói là làm cái này là tội lỗi tùm lum, là cái đó xin lỗi nha, cái đó tu thì có tu, nhưng mà ngu thì cứ ngu nha, mà Đức Phật không có kêu mình ngu nha. Cũng không có, bây giờ mình đi mình nổ cho người ta biết là mình lời tu hành mình có tâm từ, cái đó không có tốt. Mà có những trường hợp mình không có làm, mà nếu cái người đó mình thấy mình giúp mình độ họ được thì mình nói thẳng, mình nói nhẹ nhàng, mình nói thẳng vấn đề.
Có trường hợp mình nói khéo nó trời tôi nhát lắm ông ơi, tôi rình rình bắn mà tôi sợ lắm ông ơi, tôi sợ, tôi sợ máu lắm, và tôi sợ rắn lắm, ban đêm mình lùng lùng đi tôi sợ rắn lắm. Hoặc là kia bắt cá mà nó không, tôi nhớ lại rồi tôi bóc rồi nó tuột, bóc rồi nó tuột, cái số tôi, cái số ám cái nghĩa tôi nó nặng lắm. Tôi mình tôi ra tôi ngồi là không hay câu được con nào hết trơn. Ông nhớ đi, ông nhớ lại tôi, cái nghĩa tôi nó nặng lắm, mình đủ cách hết trơn á, chứ không nhất thiết là cứ móc cái thẻ tu hành, móc cái thẻ Phật tử ra ha, cứ đi đâu cũng nổ là ta là tu hành, ta là thiền sinh hành giả, ta là từ bi trí tuệ, ta là cầu giải thoát, còn cái đám tụi bay là coi như là phàm phu, coi như là phiền não sắc sanh trộm cắp tùm lum là nó chém cho mà chết nha. Trên cái đồng sự đây là vậy đó, tức là ok sống cho ta thương nhưng mà mình né được, mình có cách né ok. Mà ở đây đó thì Đức Phật ngày không có nói rõ bốn cái này, mà ngày chỉ nói một cái thôi. Ngày nói rằng muốn có bạn bè thì chỉ cần một trong bốn cái đó, đó là cái sự hào sảng. Ở đây ngày chỉ nói đến một gì đó, một phần tư của bài kệ của tứ nhiếp pháp là sự hào sảng nha, là sự hào sảng. Nghe nói chỉ một cái này thôi cũng đủ để mà thu phục nhân tâm rồi. Ông nhớ là ông Năm Cao, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền. Cái câu nghe rất là kỳ trong tiếng Việt, nhưng nó đã nói đúng, rất là đúng. Mà chính vì nó kỳ cục cho nên mình mới nhớ dai nha. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền, tức là cũng tiền nữa mà thêm là như vậy đó, bốn thứ giải ngữ thực sự nhé. Rồi tiếp theo là cái người nào á, cái người nào đó mà có được những cái pháp này nè, sống mà dựa vào những pháp này nè, thì coi như là cái người đó sống không có đau khổ. Người đó sống không có đau khổ, người đó sống không có đau khổ. Chờ được một chút. Một là sống cái tinh tấn hay trách nhiệm hả? Phan phan còn có cái vụ gì nữa, tinh thật và chế ngự, kiên trì và xả thí. Đâu chỉ có cái câu kể này, cái học trước hết, học cái khéo học trước hả? Phải khéo học trước. Chỉ khéo học mới có được trí tuệ hả? Tôi giảng hồn tôi đổ mồ hôi luôn. Khéo học mới có trí tuệ, sống có trách nhiệm thì mới có tài sản. Còn cái điều chân thật đó chứ, điều chân thật chưa có giảng. Chân thật thì đạt được cái danh sinh, có nghĩa là phải có chân thật ấy. Phải sống có chân thật ấy, thì mình mới khá được. Chân thật được danh sinh ở đây là khả năng nói sự thật và thấy sự thật đó, tức là chỉ sống trong sự thật. Phải nhớ cái đó, chỉ cái đó. Cái danh xưng ở đây là gì? Có nghĩa là thứ nào ra thứ đó. Thí dụ như mình hôm nay mình nói mình gọi đó là ông vua, đó là một sự thật. Đó là hạng này, nó là một sự thật. Thì tất cả những cái tên gọi trên đời này nó đến từ những bản chất, mà cái bản chất đó chính là sự thật, chứ còn gì nữa. Cái bản chất đó chính là sự thật, chứ còn gì nữa. Yeah. Nhưng gọi là thằng ăn mà là bởi vì sự thật, là bởi vì bản chất thằng này là gì, là không có tiền. Nó đâm ra thì nó nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ nói gọn là bản chất này, cái sự thật rốt ráo nhất của thằng này là gì, là không có tiền, nó mới đi ăn mày nha. Thì cái bản chất nó làm nên con người, làm nên con người, và từ đó cũng là làm nên cái danh xưng là gì ta. Ví dụ như mình kêu cái cục đất đó, lúc mình chưa có làm lũng gì hết, mình kêu được cái cục đất. Nhưng mà khi mà người ta đem, người ta bóp, người ta nắng, người ta ra, người ta
bỏ trong nồi người ta nung rồi người ta phủ men rồi phủ men rồi ta nung xong rồi ta đem ra ngoài là mình gọi đó là cái cốc hay cái ly. Thì cũng cái cục đó mà trước đây người ta kêu nó bằng cái cục đất, nhưng bây giờ cái cục đó bây giờ nó kêu bằng cái tách hay là cái ly hay là cái cốc. Thì cái đó là cái danh xưng đó, thì nghe kiểu không? Thì nghe về các cớ tôi mới kêu nó cái gì mà hiểu đó, thì có hiểu không? Thì cũng cục đất đó, nhưng mà có lúc nữa nó được kêu là cái này, lúc nó được cái tên, cái danh xưng này là cái tên gọi đó. Thì cái bản chính khi mà mình sống trung thành đó, chính cái bản chất thật của mình đó, mình phát triển cái bản chất thật của mình mà tạo ra cái từ ngữ mà tôi gọi mình, cái chuyện tôi gọi đó là Phật. Có nghĩa là vì sao là vì người ta căn cứ vào cái bản chất của mình, tôi gọi mình là phàm là người ta nhìn vào cái bản chất của mình nha. Cho nên là ở đây khi mà mình có khả năng mà nói thật và sống thật, bây giờ mình là người xấu thì mình cũng có tên gọi vậy, nhưng mà tên gọi dành cho người xấu đó, mình không phải là chỗ đang nói ở đây. Mà cái mà mình nhắm tới ở đây đó có nghĩa là mình phải đừng người ta gọi mình bằng cái từ ngữ gì cho nó đàng hoàng, hay người ta gọi mình bằng bậc hiền giả, người ta gọi mình là bậc thánh, người ta gọi mình là người trí, người ta gọi mình là người hiền, người ta gọi mình là bạn lành, thì cái đó mới gọi là danh xưng chứ. Chứ còn người ta gọi mình là cái thằng cà chớn thì đâu có gọi là danh xưng. Ok. À, như vậy thì ở đây là mình thấy là có mình có những cái đó là tinh tấn hiểu không, à, đúng rồi, mà khéo học có thể được trí tuệ, mà sống có trách nhiệm thì được tài sản, mà chân thật có thể được tiếng tâm, được cái danh xưng, được cái tên gọi đàng hoàng. Còn cái bốn thứ thì có bè bạn, thì cái đó là bốn pháp. Còn cái pháp, còn để trả lời cái câu cuối cùng á, cái câu mà làm sao để không có bị khổ đời này và đời sau á, làm sao để không khổ đời này và đời sau, thì Đức Phật đưa ra bốn pháp. Để đời sau kiếp khác không bị khổ thì phải nhờ đến bốn pháp. À, đó là thật, là cái gì nữa, chân thật tự chế thì nó là đầm mía hiệu, rồi cái tinh tấn mới đơn giản khổ chịu kia cũng hào sản vậy. Đây, để đời sau kiếp khác không bị khổ thì phải nhờ đến bốn pháp. Một là chân thật là sạch chá hả, chân thật, rồi cái tự chế, người bên trong dịch là chế ngự đó, nhưng mà đây tôi thích xài cái tự chế, tại tôi căn cứ bản chú giải tôi dịch là tự chế, chỉ có nghĩa là self training, chữ tự chế thì có nghĩa là self training, chữ tự chế thì có nghĩa là vậy đó. Là cái tinh tấn, và cái cuối cùng là cái generosity, cuối cùng là generosity, cái thi xả đó. Thì cha các quý vị có thấy không, có gì thấy cái bố thí đó, trong kinh có nhiều cái từ rất là hay, đa ná đó là sự trao ra, là đem cho, rồi là bố thí, rồi còn cái cha cá cũng là bố thí, nhưng cái chữ này nè nhấn mạnh ý nghĩa lìa bỏ quyền sở hữu, lìa bỏ sự chấp thủ, cha cá vừa có nghĩa là nó hay cái hay chỗ đó, cái chữ cha cá nó có nghĩa là bố thí nha, nhưng mà nó nhấn mạnh cái sự lìa bỏ quyền sở hữu, lìa bỏ cái sự chấp thủ. Như vậy nó có cùng gốc hai nghĩa trong tiếng Anh, đó là một là giving hay là giving up. Nó hay vậy đó, mà tại vì thường thì phật tử mình nó là chỉ có cho thôi, mình chỉ có giving chứ mình không có giving up.
biết 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 có hiểu chuyện này không? Lý do là sao chỗ này tôi lại nói bằng tôi lại dùng cái tiếng Mỹ là mấy cái chữ này nó trùng hợp và nó rất là hay, trùng hợp và rất là hay. Tức là trong tiếng Mỹ nó viết tiếng là cho, là sự cho, nhưng mà viết bên Đức là sự lìa bỏ. Thì cái tiếng Bali cái chữ đa nó đấy nghĩa là cho thôi. Mình từ chữ cha gái nó từ cái root là chữ chat, có nghĩa là lìa bỏ. Đó, nó hay cái chữ đó, hay cái chỗ đó. Các vị còn nghe không? Thì tôi ngồi tôi nói cho đã, hồi các vị báo tin buồn rồi nãy giờ không nghe gì hết. Mà bắt mấy năm bắt tôi nói lại là tôi nói không nổi. Thứ nhất tôi không nhớ, thứ hai tôi lười. Thứ ba đó là tôi ngồi nổi đi nha. Tôi dễ bị cái vụ đó nha. Thì hãy nhớ cái đó là trường hợp về chữ thông thường phần tướng mình đó là mình chỉ biết cho thôi, nhưng mà mình còn mong đợi, mình cầu đợi, mình chờ đợi, mong cầu cái này cái kia nha. Nhưng mà cái cho mà trai gái nó rất là khó, rất là khó. Có nghĩa là khi đã trao ra rồi nó thì cái lòng thanh thản không còn mong đợi. Thí dụ như tôi biết có người họ cho nhưng mà hỏi coi người đó xài như thế nào, có đang có không? Tôi không cần quý vị trả lời, quý vị tự hỏi lòng quý vị đi nha. Tự đem cái đèn pin trùm mền như cái sách và cái kiến, xanh trên cái gương cái đèn pin nó chung như mà trùm nó dội mình không có đúng gì không? Mình cho nhưng mình coi nó xài như thế nào. Để nó có trường hợp đó là mình cho, mình dặn, mình nhớ không cho ai nha. Tôi thương bà lắm á, tôi thương ông lắm á, tôi mới cho. Mình nhớ là ông xài chuyện nào hết thì thôi, ông mới trả lại tôi nha. Chứ ông đừng có mà cho ai nha. Nói chung nó là mới, cái đó mới là giết tiền thôi. Chứ chưa giết mình nắp. Bạn giết mình nắp có nghĩa tình đã cho đi thì không nhận lại bao giờ. Đó, cái đó mới là đúng hàng đó, nó mới đúng hàng đó. Chứ còn cái kiểu mà cho mà cái lòng nó tự nhiên nó không có yên thì không có được. Ở bên thị sĩ có cái cô Phật tử sẽ trời, cô giàu nhất trứng, cũng có thói quen là thù thắng đặc biệt. Thì cô nhìn thấy ông sư mà xài cái gì mà nó hơi tốt mà nó khó chịu lắm. Cô cho tiền, phải có tiền, nhưng mà với điều kiện là ông sư sẽ phải lấy cái tiền đó mà xài đồ cũ, đồ hư, đồ rẻ, đồ rách thì cô mới chịu. Chứ còn mà ông sư như cô thấy ông sư đi vô nhà tắm chùa Thịnh Lan mà cô gặp cái cục xà bông mà thơm là bán có được. Mà không biết cái cục bánh ông sư mua là ai cho mà cũng chẳng biết. Bả thì dân bả là vừa là tín đồ mà vừa là giáo chủ shopping nên nó rành lắm. Thì bả nói cái đánh răng đó là em xài cái loại mà một đồng rưỡi một tiết rồi. Thì tại sao mà ở trong nhà tắm ông sư mà lại còn cái phép đánh răng mà cái 4 đồng là sao? Mà mình cũng chẳng biết cái đó là của ai mà ông mua hay là của người ta cho tiền, nhưng mà muốn ông sư rất là phải xài như vậy. Cho nên là mấy ông sư hên, mà không biết mà ông nhảy lầu đi nó quá nản rầu lắm. Cho nhưng mà anh phải như thế này, anh phải như thế kia. Tôi nhớ tôi có nghe một vị trưởng lão kể hồi xưa, tôi nhớ ngoài đời thương một người con gái, mình tạm gọi là cô A, nhưng mà ông cụ thì ông muốn ông sư này lấy cô B. Ông tìm đủ cách để cho cái người con mình lấy, cuối cùng người con nó lúc tới này sắp tới này cưới thì người con chịu không nổi, mới nói thiệt. Tao nghĩ sao cái người mà sống với con suốt đời là cái người sống suốt đời bên cạnh cổ là con chứ đâu phải là ba, mà ba cứ đi lựa cái người ba thích không à. Thì lúc bây giờ ông già mới trả lời cho mình: tao sắp xếp mọi sự là vì tao thương mày. Thì lúc đó cái ông sư của mình mới trả lời cho mình: ba nói ba thương con, nhưng mà thật ra đó, ba thương con là vì ba, chứ không phải mà là ba thương con là vì con. Cái câu này nó hay quá, rất kỳ. Ba nói ba thương con, nhưng mà ba thương con là vì ba. Tức là ba lèo lái cuộc đời của con theo ý của ba. Thì ở đây cũng vậy, mình muốn thấy là mình phải nhắm đến người ta. Mình phải nghĩ tới cái người nhận, chứ tại sao mà mình quay mình trở giáo trở lại cái người cho là sao? Đấy, cho nên viết mình mấy khác thì viết mình nắp vào chỗ đó. Đấy, viết mình là anh đưa ra thôi, anh cho thôi, anh đặt vào tay người ta, nhưng mà cái lòng của anh nó còn dính lùm xùm theo đó nha. Tôi nhớ hôm tôi về Đà Nẵng, tôi nhờ tôi đía cái mà tôi có được mấy bữa ăn. Sẽ đi lâu quá mà có còn nhớ Đà Nẵng, tôi nhớ sao không nhớ.
nó sinh sống như chim nó không. Ngày xưa là chim, cái tôi thành tôi ai thấy tôi bay tưởng tôi chim, tôi đâu phải là chim, tôi là cánh diều mà sợi dây nó nằm ở là nặng mà. Có nghĩa là nhiều khi mình bố thí nó y như thả diều vậy, quý vị biết không? Tức là con diều mình cho nó bay lên trời nhưng mà sợi dây nó nằm trong tay của mình lại, nó nằm trong tay của mình. Cho nên là mình bố thí mà giống như mình thả diều vậy đó, các vị biết không? Bố thí mà giống như mình thả diều vậy, bố thí mà giống như thả diều thì mình chết rồi. Cho nên là mình muốn thí là mình phải có cái tâm trạng giống như mình thả chim á, phải bố thí vậy đó. Phải bố thí như thả chim phóng sinh nha, phóng sinh. Đừng bố thí kiểu thả diều. Cái câu này phải là tự thần chú nha. Nếu mình đang nhầm cái mùa ý nghĩa thì bà con nên viết cái chữ này nè lên cái áo dài của mình để người khác họ đọc nha. Tôi nói tôi và tôi bay bốn phương nhưng mà tôi là thật ra là cánh diều, sợi dây nằm ở trong tay người nha. Thì mình muốn thí là mình phải là muốn thí như thả chim phóng sinh. Tại sao mà thả chim thì mình phải cái là sao? Là bây giờ mình viết như vậy là cái ý của mình, dụng ý mình là mình viết cái gì nhé, giống như thả chim phóng sinh đấy. Rồi đừng bố thí kiểu thả diều, có nghĩa là mình cao ra mà mình còn lòng thông đấy. Ok, bây giờ đó thì là mình tiếp thì bốn cái này nè. Hả? Bốn cái tự chế, quên cái đâm mắt, cái tự chế là sao? Tự chế là cái bị tự hiểu mà nó self training. Có nghĩa là mình không có nói, không có nghĩ, không có làm theo cái ý thích nha. Người Phật tử, người tu phải biết rõ cái mình cần và điều mình thích nha. Nghe kệ không? Tự chế nghĩa là gì đó? Tự chế là sống theo tinh thần này. Mình có hiểu không ta? Cái gì có hiểu không? Nghe nó đơn giản nhưng mà nó có nghĩa nó sâu à. Người tu phải biết rõ cái mình cần và điều mình thích, mà tự chế là sống theo cái tinh thần này nè. Có nghĩa là cái chuyện đó mình thích quá đi, nhưng mà nó có hại cho mình, nó có hại cho người, xong chơi nha. Đây gọi là tự chế, self control. Đúng là self control, là self training. Ok, người tu là phải biết rõ cái mình cần và điều mình thích, mà tự chế là sống theo tinh thần này nè. Sống theo tinh thần này nè, đúng là biết rõ cái gì nên và cái gì không nên. Còn cái chuyện mà mình thích không thích thì cái vụ đó để qua bên, nó quan trọng. Ngày xưa kìa, cái hồi mà mình chưa biết đạo ấy, thì cái gì thích là mình làm, mình thích là mình nói, mình thích là mình chìm đắm suy tư. Nhưng bây giờ là mình chỉ cần mình phát hiện ra mình đang có những suy nghĩ tào lao là mình đẩy nó qua một bên liền. Vừa phát hiện ra tào lao là mình chuyển đề tài liền nhé. Đó là trong tâm tâm. Còn trong lời nói là mình biết mình đang nói tào lao, mình đang sắp nói tào lao là mình stop liền nhé. Rồi còn hành động của vậy, mình biết cái hành động này nó không có lợi cho mình, cũng hại là lợi cho người, không có lợi đời này kiếp khác, thì mình nên cũng làm nhé. Thì cái đó được gọi là biết rõ cái điều mình cần và cái điều mình thích, rồi sống theo cái tinh thần đó, được gọi là tự chế. Còn cái chuyện trung thực thì biết rồi nhé, trung thực tự chế là tinh bánh đã biết rồi, rồi cái thí xã đã biết rồi, bây giờ còn muốn giải thích nữa hay sao? Thì có đủ mấy cái pháp này nè thì được gọi là, có đủ mấy cái pháp này thì gọi là đời sau sinh ra không có khổ nữa. Rồi xong rồi ngày mới là giải thích thêm cho ổng, người nói rằng giải thích thêm trong dạ so á, người nói rằng tùy chỗ ở đây nè thì ta nói bốn pháp này, nhưng có một trường hợp khác đó thì tinh tấn ngài xác nhận có lúc tinh tấn được
thế chỗ bạn bằng tham nhẫn kể chung cũng là bốn pháp này. Em biết đó thì hiểu không? Tức là ông hỏi làm sao mà đời xa đừng có khổ, thì ngày mới giải thích bốn pháp này. Xong rồi người nói là tuy nhiên có lúc thì tinh tấn được thế chỗ bằng kham nhẫn, phải ghi thêm cái này, tinh là chân thật tự chế, tinh tấn hào sảng, rồi nhớ hình như là ghi tinh và ghi bình hợp. Và tôi ở Mỹ đó, nó có một cái ngày lễ Thanksgiving, tức là ngày lễ tạ ơn, lễ tạ ơn với mấy người mà châu Âu mà họ đi bình an qua tới Mỹ đó. Thì mỗi năm là cái ngày đó thì họ tổ chức cái buổi lễ ăn chơi với nhau cho vui. Phật tử mình nó nên có một cái ngày lễ, một cái ngày là ngày lễ forgiving, cái đợt Thanksgiving của mình là forgiving rất là hay mỗi năm á. Là tại vì tôi trời hại tôi không có đủ điều kiện, chứ nếu mà tôi mà như nó bị trụ trì mà tiến tâm mà học trò đệ tử mà rần rổ tôi bài nhiều cái chuyện có lợi cho đạo lắm, cho đến bây giờ nó có nhiều cái chuyện mà tôi mê mà tôi làm không được. Ví dụ như tôi muốn mỗi một năm á, tôi sẽ dành ra một cái tuần lễ văn hóa châu Á, có nghĩa là trong đó tôi sẽ dành một ngày cho cái văn hóa Campuchia, có nghĩa là ăn mặc cái gì đó là người Phật tử cái cộng đồng Campuchia có cái gì hay là họ cứ chơi hết mình trong cái ngày đó. Rồi một ngày là cho cái văn hóa Thái Lan, một ngày là cho cái văn hóa Tích Lan, một ngày là cho văn hóa Miến Điện, một ngày là văn hóa Lào, là hết 4-5 ngày rồi, còn dư lại như là văn hóa mình và cái văn hóa bản địa. Thế nhưng có một ngày là cho Mỹ, thế mình đang ở Mỹ. Rồi nếu mà đang ở Đức thì sẽ có một ngày cho cái văn hóa Đức, thế như vậy. Cái văn hóa phải gọi là văn hóa bản địa. Đó gọi là văn hóa bản địa, văn hóa bản địa. Rồi còn tôi muốn một năm có một ngày mà gọi là cái ngày Forgiving Day, có nghĩa là sao? Cái ngày mà ngày Vu Lan là cái ngày mà bên Bắc Nam Tông cũng có, nhưng mà tôi chỉ mượn tới đây tôi giải thích thôi, là cái ngày nhớ về ơn cha mẹ, mà cha mẹ ngầu rồi mình quỳ mình lạy, mình tặng quà rồi mình nói này nói kia. Còn riêng ngày Forgiving Day là cái ngày mà mình cùng ngồi lại nói lời xin lỗi với nhau. Nếu mà thành công nhất á, thì đó là cái ngày mà mình mời cái người mà mình với họ từng có xích mích trong năm á tới cùng ngồi nói chuyện với nhau. Tôi rất là thích cái đó. Tôi rất là mong làm được cái ngày này rất quan trọng. Vì tôi với thằng Tèo, thằng Tí, ba người cũng có vui với nhau. Thì nếu được cái ngày đó mình đến với nhau mình ngồi nói hết. Tại sao tôi giận không? Tại sao 3 năm nay tôi không nhìn mặt ông? Như vậy để cho du phiền hả? Cái đó rất là hay. Các vị còn nghe không? Sự nghĩ tôi lạc đề như vậy là bởi vì tôi đang nói đến chữ giving up. Từ chữ giving tôi mới nhớ qua cái chữ là thanksgiving rồi forgiving. Chỉ vậy thôi chứ nói gì. Ok. Rồi cái câu cuối cùng tôi cũng giải thích. Cái câu cuối cùng là ông tán tháng, dạ so tán tháng mày con thế này thế kia. Rồi xong. Bây giờ đã là không biết bao nhiêu mấy giờ thì không biết. Bây giờ là 7:10-12. Mà tôi bắt đầu á hả, bây giờ tôi đang suy nghĩ hoài một chuyện, đó là kỳ rồi tôi giảng lố, tôi giảng quá sức dài rồi, bây giờ tôi giảng nữa thì nó phí phạm đời trai tôi quá. Ok, bây giờ đó là phẩm giải thích. Tôi báo cho quý vị biết một chuyện, đó là nên cái phẩm đế thích á, trong phẩm Sakka đó, là hai cái bài đầu á, trong học Sakka đó, thì nội dung không có gì đó, nhớ nha. Nhưng mà đặc biệt á là bài thứ ba nó được kẹt vậy đó. Cái bài này đó là tôi muốn ngưng bây giờ để tôi trọn vẹn kỳ sau. Còn hai bài đầu thì tôi chỉ nói có 3 giây đồng hồ là xong. Thì thôi sẵn tôi nói luôn nha, để tôi dành cho bài kia. Hai bài đầu đó là tôi không có tha thiết lắm, là vì 8 lý do
Thứ nhất là nội dung nó họ nói đối với người mà không có tin á, không có tin Phật pháp thì họ coi nó hơi hoang đường. À, là chẳng hạn như bà hỏi cái chuyện mà Alawa cá hoặc là tôi không có muốn kể, tôi cho bà con cái link để bà con vô bà con đọc cho nó đã thôi nghe. Chứ tôi mà mấy trong rung sau bữa đó rồi có ai mà vô đọc cái đó của ngày Thanh không ta? Rồi xong rồi có xong chứ rồi nguyên của đám thì chỉ có một cái giọt mưa cuối mùa thôi, chứ còn đầu mùa nó cũng không thèm đọc. Ok, có nghĩa là đó là cái thấy cái nội dung kỳ quá tôi không có khoái. Mà đừng cứ nghĩ tôi là di vật, là vô thần, là ngoại đạo, không phải. Tôi tin tùm lum hết nè. Nhưng mà có nhiều chuyện tôi không có mặn mà lắm. Ví dụ như cái chuyện về chư thiên, tôi biết là họ có thì thôi, chứ còn bàn về họ tôi không có khoái lắm. Rồi tôi biết bữa nay mà tôi nói tôi xì ra nhiều chuyện mà con cho hết hồn luôn. Là tôi Xuân Giác Nguyên sinh năm 1969, quốc tịch Việt Nam, trí đệ của tôi Việt Nam. Tôi xin nói rõ, tôi là tu sĩ thì chùa tôi không có tin ngồi ăn cầu siêu. À, tôi cũng không có tin xá lợi. À, nhưng mà không nói thì bà con lại nghĩ là chắc bà con đang nghe một cái ở trên ngoại đạo, cho nên tôi phải giải thích tại sao tôi không tin ngồi ăn cầu siêu. Là bởi vì đó là tôi thấy ngày một Kiền Liên nó thành thông dữ dội, ha. Rồi đức độ là La Hán, ha. Còn phước báo là tu tập một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. À, rồi cộng với rồi là quả vị La Hán mà lục thông tâm minh tứ tuệ phân tích, rồi sao nữa, rồi lúc đó là ngài là đệ tử hàng thứ hai của Đức Phật, rồi sao nữa, lúc mà mọi chuyện xảy ra cho ngài Đức Thế Tôn còn sống, có nghĩa là tha hồ niệm Phật, tại ngài còn, Đức Phật còn mà. Vậy mà tất cả những điều này cộng lại vẫn không thể cứu mạng được cho ngài Mục Kiền Liên. Thì tôi hỏi cầu an là cầu cái nỗi gì, cái tiền nghiệp mình tới hồi nó trả rồi là chết chưa hết. Có một cái chuyện còn động trời nữa là hai cái vị mà đệ nhất thần thông tăng và ni của Đức Phật đều là bị đại nạn hết. Đệ nhất thần thông bên ni thì bị cưỡng hiếp, mà bên tăng á thì bị thảm sát. Thì tôi hỏi các vị cầu là cầu cái gì? Đệ nhất thần thông minh ni thì bị cưỡng hiếp, các vị nghĩ có còn động trời không? Chư thiên ở đâu? Đế thích ở đâu? Mà vị này lúc đó là thần thông rồi, thiền định rồi, tùm lum mất không có thiếu một gram nào hết. Mà lúc đó là Đức Phật còn nha, rồi chư thánh tăng rồi thần thông nhiều như là sao trên trời. Vậy mà không có được một cái sự hộ trì nào hết cho vị này. Bản thân vị này là đệ nhất thần thông mà đã đó chứ, đã đời để chỗ đệ nhất thần thông. Rồi Đức Phật thì còn đó, rồi chư thánh tăng thần thông thì tôi nói nhiều như sao trên trời. Vậy mà chuyện động trời này vẫn xảy ra. Rồi sao? Ngài Mục Kiền Liên còn dữ dội hơn nữa. Mà cuối cùng là ngài cũng nát như là cái tương tạo. Thì hỏi cầu an là cầu cái gì? Hả? Còn cầu siêu, cầu an mà không tính thì là sao không tính cầu siêu? Chính trong Tăng Di Bộ Đức Phật đã dạy, này các vị theo, một cái tảng đá mà bị liệng xuống nước thì dầu cả làng có cầu nguyện van xin cỡ nào thì tảng đá nó vẫn cứ chìm. Mà một giọt dầu mình rớt trên nước, dầu cả làng mà ra một nguyền rủa chửi bới nó, trù rủa nó thì nó vẫn cứ nổi. Nha, một cái người mà có thiện pháp đó, thì giống như giọt dầu rớt xuống nước tự nhiên nó nổi, nó giống như cái tâm hồn họ giống như nước hơi lên trên. Còn cái người mà bất thiện rồi nó giống như tảng đá vậy đó, liền nước là nó phải chìm. Mà tâm hồn của người ác nó giống như là nước mà thể lỏng vậy đó, cứ tìm chỗ thấp mà nó đổ về nha. Thì hỏi một người mà lúc còn sống, còn tỉnh táo, còn trẻ, còn khỏe, còn ngon lành nha, mà trong lòng không có Phật, không có pháp, không có tu hành, thì hỏi chứ lúc nào hợp hội hoặc lúc nó chết rồi mà siêu là siêu cái nỗi gì? Thì dĩ nhiên tôi không phải bác 100%, nhưng mà niềm tin của tôi dành cho cái chuyện đó nó chỉ có 0.1% thôi. Là sao? Là mong manh, và rất là mong manh. Hy vọng đó là có thể lúc đó đó, nếu mà họ chết rồi họ sanh làm một cái loài hóa sanh, một cái loài khuất mặt, rồi họ nghe mình đọc kinh ấy,
họ hiểu, phải thêm chữ hiểu nữa, họ hiểu ra. Chứ còn quay lực cuối kinh mà làm cho một người bị đọa mà hết đọa thì tôi chưa hề thấy. Tôi nói rõ nha, chỉ có hồi hướng. Nhưng mà cái này còn mập nữa. Cái người mà muốn nhận được phước hồi hướng là người có khả năng tùy hỷ. Cái này phải ghi rõ thôi. Người có khả năng tùy hỷ thì mới nhận được phước hồi hướng. Cái câu này phải ghi ra, phải ghi cái câu này nha. Người có khả năng tùy hỷ thì mới nhận được phước hồi hướng, chứ đừng có tưởng là cha tôi, mẹ tôi, vợ tôi, con tôi hồi hướng cho tôi rồi tôi nhận, sai bét. Mà thứ nhất là tôi ở cảnh giới nào, chứ không phải cảnh giới nào tôi cũng nhận được hồi hướng nha. Nhớ cái đó nha. Ở tôi ở đúng đoàn cảnh giới nào, thí dụ như bây giờ tôi chết tôi sanh lại làm người, tôi làm con của ai đó bên Campuchia đó, là sứ quốc giáo đó. Còn quý vị thì quý vị ở đang ở bên Đức, quý vị làm phước hồi hướng cho tôi làm sao tôi biết. Chỉ trừ ra chi viên mà tới họ báo là nó có người thân bên Đức hồi hướng, mà lúc đó tôi phải có lòng tùy hỷ. Chứ còn mình nói tôi không tin, nửa đêm nữa mà dựng đầu tôi dậy nói tôi còn sợ thêm đó, làm sao mà tôi nhận được nha. Cho nên là chỉ có cái khả năng tùy hỷ thì mới nhận được phước báo hồi hướng, nhớ cái đó. Và một điều nữa đó là đó, lúc mình bình thường mình có nghĩ tới Phật pháp hay không. Thứ ba nó là cái tiền nghiệp. Ở trong kinh Mi Tiên, mình phải ghi đây, kinh Mi Linh Na Ban Ha, tức là Na Tiên Tỳ Kheo kinh đó, nói rõ ha, buổi tụng kinh chỉ có tác dụng với ba điều kiện. Không biết các bạn có biết cái này không? Người đọc bằng sự hiểu biết và chánh niệm, người nghe cũng vậy, nghe với sự hiểu biết và tùy hỷ, rồi là không có trọng nghiệp quá khứ can thiệp. Dễ sợ chưa? Dễ sợ chưa? Tại sao mà bữa nay tôi không muốn giảng thêm nữa? Là bởi riêng cái phần người kinh ngọn cờ đó là bằng mọi giá tôi phải nói rõ. Bởi kinh ngọn cờ là cái kinh dạy mình niệm Phật, mình niệm sao cho đúng. Thì chỉ riêng cái bài kinh đó là tôi giảng tới 8 tiếng đồng hồ. Và tôi phải nói một câu rất là đau lòng là Phật tử mình Việt Nam 99% lại không có biết cách niệm Phật. Cho nên cái bài kinh đó là bài kinh mà khi tôi giảng mình sẽ sửa được toàn bộ suy nghĩ của Phật tử. Không phải là niệm Phật là mình réo gọi cái tên của Ngài, cái tên của ai đó, Lê Văn Tèo, Lê Văn Tý, không phải. Mà mình niệm gì mình niệm là Thế Tôn, là La Hán, là Chánh Giác, là mình lúc mà mình ngồi mình nghĩ là từng ý nghĩa đó. Chứ không phải như chơi. Mà còn cái chuyện động đời nữa, là người phải có cái niềm tin vào những cái điều đó thì mới niệm được. Chứ còn đó giờ mình cứ đi chơi cho đã, rồi bữa nay vô nghe giảng ngộ ngộ cứ xếp bằng lại là niệm, mình cũng ráng mình tưởng tượng. Nhưng mà đó là mình đang ôn bài chứ không phải là mình đang thấm thí Ngài, thấm thí ơn đức của Ngài. Nó phân biệt cái đó nha. Thôi chị nói chuyện nói sao vì tôi trở lại điều tôi đang nói. Có nghĩa là tôi nói tại sao tôi không tin ngoan ngồi siêu là bởi vì những điều tôi vừa nói đó. Cái trọng nghiệp của mình nó can thiệp vô luôn thì nó không có đi tác dụng gì hết. Từ lúc bình thường mình không có tu hành, lúc mà mình yếu hoặc lúc mình chết rồi thì làm sao mình nghe kinh. Mà đặc biệt là trong đó nói rằng là mình Phật tử mà cứ trọng ông mà đi mời đi tụng kinh, mời về tụng kinh mà không biết cái này, ông sư tụng mà cứ móc cái phone nó bấm gọi là tụng mà nghĩ đến cái gì đó không, gọi là tụng một tiếng Bali mà không hiểu gì hết, tụng ầm mỹ mà không hiểu mình đang tụng cái gì. Rồi Phật tử cũng vậy, cũng không hiểu mình đang nghe cái gì. Cứ thấy là cái không khí khói ngang nghi ngút, là cứ lâu lâu quẩn quẩn là lại xuống cái, lâu lâu quẩn quẩn lại xuống cái. Hoặc là anh nếu mà tụng mà có chuông, lâu lâu nghe đến cái bon, cái là mình quỳ lại xuống cái, mà mình không hiểu ông sư đang tụng cái gì. Còn ông sư cũng vậy, cũng không biết mình đang tụng cái gì. Thì trong trường hợp như vậy đó, thì không có kết quả gì hết. Thế là người tụng không có người hiểu biết và chánh niệm, mà người nghe cũng không có hiểu biết, không có chánh niệm và không có tùy hỷ gì hết. Đó, rồi cái thứ ba là nếu có trọng nghiệp tiền kiếp mà nó can thiệp thì chỉ có chết thôi. Thí dụ như là mình cái nghiệp mình có bị ung thư thì bây giờ họ tụng cái gì, mà theo tôi biết
Phật tử mà chịu mà mời mấy tăng ni mà về mà tụng rồi coi như cũng gần như nước mà cũng cạn rồi, thì coi như còn nước còn tát rồi. Nên tôi nghĩ là bệnh mà bệnh mà giống như tôi mấy hôm nay thì làm gì có vụ mà mời về tụng hả? Mà thường mà họ chịu mời về tụng là biết là bệnh nó gần đi rồi. Mà quý vị biết gần đi thì kinh nào mà cứu nổi. Còn nếu nó tụng như đi cho ngọt thì tôi biết rằng nó là cũng ít lắm, ít gia đình nào biết nghĩ chuyện mà tụng nó đi cho ngọt lắm. Tôi biết mong tụng như hết bệnh không ạ. À, rồi thêm nữa đó là cả người tụng lẫn với người nghe đều coi như rất quát. Khi mà tôi biết được những điều này thì các vị tưởng tượng tôi làm sao mà tôi có thể, chẳng qua là họ người quen họ mời đi vậy chứ còn tôi không có tưởng tượng ra được, tôi không có tin. Tôi làm cái chuyện mà tôi không có tin thì nghĩ cái tâm trạng tôi lúc nó thảm nữa nào. Rồi còn chuyện nữa là tại sao tôi không tin trả lời. Tại sao tôi không tin xả lợi? Cái này mới lạ nè. Tôi không tin xả lợi không phải là vì tôi không kính Đức Phật, mà vì tôi quá sức kính cho nên tôi không tin. Nghe lạ ha. Tôi quá sức tôn kính Đức Phật là vì sao? Là vì Ngài là một người đã tu hành vô lượng kiếp. Thứ nhất là Ngài tu hành vô lượng kiếp. Thứ hai, phải có vô lượng kiếp mới có được một vị Phật ra đời. Lâu lắm, có lúc thì nhiều, có lúc thì ít, hiếm lắm. Mà trong kinh nói rõ, nếu mà mình có đức tin thì mình phải tin những cái điều này trong kinh. Một là trong kinh nói rõ là thành Phật rất khó, cho nên cái số người thành Phật rất là hiếm. Rồi, chuyện thứ hai, đệ tử Phật chư Phật rất là hiếm khi xuất hiện ở đời. Tu thành Phật á thì rất là khó, mà đệ tử các ngài đã chỉ Phật á thì vô số từ vô lượng vũ trụ. Rồi cái gì nữa, số lượng xá lợi thì luôn hạn chế. Rồi sao nữa, chư thiên làm sao để xá lợi trong tay những người không xứng đáng khi chính họ không có để thờ và họ có thể lấy đi mọi lúc. Cái vị nghĩ là làm sao tới thiên mình, làm sao tới thiên mình. Trong kinh nói thẳng luôn, kinh Ba Già Xí hả? Ba Già Xí Xuất Tát Trường Bộ đó, làm ơn ghi cái này giùm tôi rồi đi coi tôi nó đặt rồi nó trúng nghe không. Là trong kinh Ba Già Xí Đường Bộ nó rõ một điều, đó là chư thiên họ gớm mình, nó giống như là mình gớm cái con dầu vậy đó. Họ gớm mình giống như mình gớm cái con dầu vậy. Nói rõ là chư thiên đau lại luôn, nói rõ luôn chư thiên đau lại trở lên ha. Thì tứ thiên vương họ cũng giống như mình thôi, nhưng mà cái chư thiên đau lại trở lên họ gớm mình giống như mình nhìn mấy con dầu mình trong cái hầm phân vậy. Cho nên là họ chỉ đến, họ mới xuống, chỉ xuống mỗi người mình khi mà có những cái đại sự nhân duyên. Ví dụ như vì cái đức độ của những người mà tu hành á, đạo cao đức trọng á, thì chính cái đức độ của những người đó là khiến cho họ không còn nghĩ đến chuyện dơ sạch nữa nha. Vậy mà lúc mà Thái tử Tất Đạt mà cắt tóc mà đi tu bên bờ sông Anuma đó, lúc mà Ngài còn phàm, khi mà Ngài cắt cái tóc Ngài liền lên trên á, cắt là bỏ đó, cắt là liền thì lúc đó thích mới là rước cái tóc nó về trên đau lợi thờ phụng. Các bạn có nghe cái đó không? Rước cái tóc của Ngài đem về thờ phụng. Mà tôi nhắc lại là chư thiên đau lợi trở lên là họ gớm mình như là mình gớm phân vậy đó. Vậy mà lúc mà Bồ Tát Tất Đạt mà cắt tóc đó liền bỏ đó, thì Đức Thích mới rước cái tóc nó về thờ trên đau lợi đó. Thì mình thấy là người ta quý Ngài đến cái mức nào. Ngài còn phàm 100%, mà người ta quý Ngài đến cái mức như vậy. Rồi về sau này khi mà chia xá lợi đó, Đế Thích thấy cái chiếc răng của Đức Phật bị mất,
theo cái số xá lợi đó phải có chiếc bốn chiếc răng, mà tại sao mất hết một chiếc? Thì lúc bây giờ thì Đức Thích nhìn thấy liền là cái ông mà chia đó đó, ông giấu trong tóc rộng, cho nên Đức Thích mới dùng thần thông lấy lại. Cái khái niệm mà trộm cắp ở trên cõi trời nó không có. Là vì sao? Là vì cõi trời không có cái chuyện là người này đi lấy đồ người kia. Cho nên nó ngũ giới thật ra nó là ở dưới cõi mình, chứ còn ở cõi trời không có cái đó. Thứ nhất. Thứ hai nó cái này nó phải là tài sản. Trộm cắp nó chỉ được gọi là trộm cắp khi nào là cái vật đó nó làm, nó có một cái ý nghĩa về vật chất thì nó gọi là trộm cắp. Chỉ còn mà nếu mà nó không có ý nghĩa vật chất thì thí dụ như trên cõi trời thì họ không có cái chuyện là chư thiên họ lấy đồ đạc của ông kia rồi họ xài hô lỗ làm của, cái chuyện không có. Mà cõi người mình nó thì sẽ giếm, mà cái nghĩa cái chuyện trộm cắp nó rộng là bởi vì có cái xứ ở cái cảnh giới của mình là chuyện gì cũng có, và cái sự quyền, cái vật sở hữu đó nó gắn liền với đủ thứ quyền lợi vật chất hết, cho nên từ đó nó mới có khái niệm trộm cắp. Trên cõi trời cũng có. Vì cái hai đó là trong mắt cái chư thiên cái Phật là cha chung, thì cái xá lợi của Thế Tôn là tài sản chung của con cái trong nhà. Thì dựa vào những cái điều đó các vị thấy không phải đơn giản mà mình có được xá lợi của Đức Phật. Thứ nhất là một người mà muốn thành Phật hiếm vô cùng, khó, phải làm rất là nhiều chuyện khó khăn. Chư Phật rất là hiếm khi có những lúc vô lượng đại kiếp không có vị nào ra đời hết á. Và khi mà Ngài ra đời thì Ngài đệ tử Ngài từ vô lượng vũ trụ nhiều lắm, mà đối với xá lợi của Đức Bổn Sư của mình á, Ngài để lại thì tối đa là 5 kg thôi. Thì có thể tưởng tượng đi, Phật là hiếm, tôi nhấn mạnh cái chỗ này hoài, Phật là hiếm. Mà người kính Phật thì vô lượng, mà cái trọng lượng xá lợi người để lại đấy thì tối đa chỉ có 5 kg thôi. Thì tôi hỏi làm sao mà ta được phiên mình? Để chưa kể bây giờ có những loại xá lợi gì đâu mà tôi nhìn tôi thấy tròn do, tròn trịa một cách hoàn hảo, mà trong suốt, màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, rồi cả đám mà hè nhau mà quỳ lại xì xụp, mà tính là tính cái nỗi gì chứ không có tưởng tượng được. Mà quý vị đừng có tưởng là quý vị muốn tin thì tin, thì không ai làm gì mình đúng, không ai làm gì quý vị hết. Nhưng mà nó có mấy cái bất lợi rồi. Thứ nhất, kẻ ngoại đạo nó nhìn vào nó biết ngay là mình tào lao, nó biết mình mê tín. Thứ hai là vô tình mình làm gieo, mình gieo cái duyên cuồng tín cho đời sau kiếp khác. Cái đời này mình mang tiếng là mình gặp chánh pháp mà mình tin tầm bậy tầm bạ như vậy, thì đời sau cái khác mình sanh ra mình gặp ông Tư, ông Tám, thầy nước nóng, thầy nước lạnh thì mình cũng đi theo. Nhớ cái đó phải đơn giản đâu. Tin Phật pháp mà tin kiểu trời ơi đất hỡi thì mình cũng chỉ là, thứ nhất là mình chỉ có cái cuồng tính, cái tà tính, và đồng thời mình chỉ gieo cái chủng tử cho cái niềm tin tào lao của mình. Chịu sao đời sau kiếp khác sinh ra mình gặp Hồi giáo, rồi gặp những đạo phai, đạo chuối, đạo nhãn, đạo chôm chôm thì mình cũng theo ráo hết, tại vì mình không có khả năng dám thức. Dám là dám định, dám thức. Mình không có khả năng đó, không có khả năng dám thức. Cho nên là mình mới tin tùm lum như vậy. Và cho nên tôi không tin xá lợi không phải là vì tôi không kính Đức Phật, mà vì tôi quá kính Đức Phật. Tôi quá kính Ngài, cho nên tôi thấy cái chuyện đó là không có, tôi không tin. Còn sẽ nghĩ có một thời mà trên hành tinh này mà có xá lợi nhà là bởi vì lúc đó chư thánh tăng còn nhiều, thánh nhân còn nhiều, thánh nhân nó đủ rồi, nó là thánh nhân đúng không, thánh tăng. Thánh nhân đây là gồm có tăng và tục, xuất gia và cư sĩ, mình gom chung là thánh nhân. Còn thánh tăng chỉ là một nửa thôi. Thì có một thời trên trên cái trái đất này nó đông đảo thánh nhân, thì tôi nghĩ lúc đó chư thiên họ còn để. Chứ thời này thì tôi nghĩ rằng chúng kinh đã nói rõ mà Đế Thích rất là quý cái xá lợi của Ngài. Đế Thích rất là tôn quý những gì mà thuộc về Ngài. Mà đừng nói Đế Thích, cả Phạm Thiên nữa. Chúng ta đọc kinh chúng ta thấy Phạm Thiên thượng giới một tòa, xương vai bên tả cùng là tám bi. Đó, trong kinh ghi rõ cái đó ha. Phạm Thiên thượng giới một tòa, xương vai bên tả cùng là tám bi. Phạm Thiên là người ta không có còn màng cái gì nữa hết á. Vậy đó mà người ta cũng ráng nữa xuống, từ người ta tỉnh một miếng xá lợi. Cái gì khi thiên người ta thì cái phần nào vai, vai phải, vai trái người ta biết. Thì một miếng xương vai bên tả cùng là tám bi. Một miếng xương vai mà họ đem về Phạm Thiên họ thờ. Mà nếu các vị biết rõ Phạm Thiên là ai, là người như thế nào, các vị mới thấy hết hồn. Người ta sống bằng thiền định không? Người ta không có màng cái chuyện mà lầu, đài, nhà, cửa, hoa viên, người ta không có màng. Vậy mà người ta ráng tậu cho bằng được một cái mảnh nhỏ xá lợi đem về thờ trong đó. Có nghĩa là chư thiên Phạm Thiên người ta coi nặng Đức Phật cỡ nào. Trên đó thánh nhân bây giờ nó nhiều như sao trên trời.
Nó Phật giáo mạt là mạt ở dưới này nè, chỉ còn ở trên đó nó bây giờ là đang buổi bình minh lên đó. Tôi mình nói theo trong kinh ấy, thì 100 năm của một loài người là nó là một ngày đêm ở cõi đau lợi. Mà Thế Tôn đã ra đi cách đây 2500 năm, thì như vậy thì chưa có đầy tháng trên cõi đời đau lợi nữa, thì không phải bình minh chứ còn gì nữa. Có bình minh chứ còn gì nữa, tức là trên đó bây giờ thánh nhân đầy ắp trên đó. Trên đó là có những vị mà coi như là bốn tầng thánh có đủ, tức là tầng thánh thứ tư thì không còn tái sanh, nhưng mà nhiều khi họ là chư thiên đau lợi rồi, họ đắc quả ngay trong cái thân đó, thì họ vẫn là vị A-la-hán khỏi đau lợi. Nhưng bây giờ trên đó bây giờ có đủ bốn tầng thánh, còn mà phàm phu mà cái kiểu mà coi như thuộc lòng tâm tạng chú giải là coi như đầy trên đó, thì tự hỏi làm sao mà tới viên mình của sao lại mình thả nghĩ mình đi tính cho được. Ok, thì ngày hôm qua tôi suy nghĩ, tôi sẽ dành một thời gian rất là dài để tôi nói về cái kinh Ngọn Cờ. Về kinh Ngọn Cờ, bài kinh này mình không có nói mà sơ sơ được, bởi vì đây là cái dịp rất là tốt để tôi cho rằng mình điều chỉnh những cái cách hiểu như về cái cách niệm Phật của tuyệt đại đa số Phật tử Việt Nam. Mà dù có râm này thì le que có mấy người thôi, nhưng mà phải nói là làm được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Thì đại khái là hai điểm đơn giản đó, lại hai bài kinh đầu tôi còn biết thích đi để cho có chỗ trống để giảng người kia. Thì trong kinh nói rằng là hai bài kinh đầu này nè là kể lại cái chuyện nó khổ người tôi quá, tôi đã nói hoang đường mà tôi vẫn cắn là tôi kể. Tức là ngày xưa đó, buổi đầu á thì không có cái cõi Atula. Cái cõi Atula có hai loại, Atula địa và Atula thiên. Atula địa thì là Atula mà trong bốn người cái đọa xứ rồi thì không có kể, còn Atula thiên là như vậy. Tức là buổi đầu thì cõi đau lợi chỉ có một thôi, thì có những cái vị trời họ thích nhậu nhẹt, họ thích uống rượu lắm, thích uống rượu. Thì rượu đâu mà có, vậy trong kinh mới nói rượu ở đây tức là cái nhựa mà nó chảy ra từ một cái sợi dây leo, mà mình chỉ cần nếm một giọt thôi là mình say 1000 năm của nhân loại. Nếm một giọt thôi là mình say 1000 năm của nhân loại. Tả vậy đó, tả lắm. Cho nên nó là mấy vị cứ uống thì Đức Thích Thích cái cạn đó, cho nên đừng có uống nha, tốt nó không có tốt đừng uống, mà họ cứ một mình uống. Cho nên Đức Thích mới đuổi họ, không cho họ đó nữa, mới đem liền họ xuống núi Tu Di. Thì ở dưới do cái phước của họ, do cái phước của những vị mà bị liền đó, họ vừa xuống tới dưới thì dưới xuất hiện một cái không gian y chang có đau lợi, nó giống 100%, nó giống đến mức mà họ không có gì họ phàn nàn hết. Cho nên họ xuống kiếp họ đó. Và cứ nhớ tới cái mối hận mà mình bị xua đuổi, thì lâu lâu họ kéo lên họ tấn công để thích. Và từ đó giữa Đế Thích về Atula nó xảy ra liên tục những cái trận đánh. Thì trong kinh nó hôm nay nè, cái trong bài kinh này nè, cái chuyện tôi gọi là hôm nay là cái chuyện xảy ra trong bài kinh này nè, là Atula từ dưới cái đáy núi Tu Di mà họ kéo lên trên cửa đau lợi, mà họ đi cái ngã mà Tứ Thiên Vương, thì Tứ Thiên Vương mới thấy họ kéo tới, Tứ Thiên Vương mới đi báo cho Đế Thích. Thì có lúc ít thần Đế Thích đi độc chiến, thì có lúc người Đế Thích để các vị thiên tử đi. Thì trong bài kinh này Đế Thích kêu hai cái vị thiên tử đi làm giúp ngài, nhưng hai vị họ lười, họ không muốn làm. Họ lười, họ không làm. Thì Đế Thích mới nói thế này, trên đời này á, Đức Thích thấy ông làm, Đức Thích mới suy nghĩ là cái ông này là ông muốn làm gì hết. Thì ngài mới tìm cách, ngài mới nói cho ông. Ngài mới nói cho ông, nói ông hai chuyện. Chuyện thứ nhất là trên đời này đó, có bao giờ mà mình ngồi lì chỗ mình làm biếng mà mình được cái này cái kia hay không? Câu kệ thứ nhất, khổ thì thứ nhất nó
nói về ý nghĩa sự tinh tấn. Câu kệ thứ hai nói về thế giới của Bậc Thánh. Đó, hai câu kệ này nếu mà hiểu ra thì rất cũng rất là thú vị. Tức là cái câu kệ thứ nhất để thánh nhỏ thế này là ông có thấy trên đời này là có cái gì mà người ta có thể đạt được bằng sự làm biếng không? Bằng sự tin và bằng cái sự không tin cần ấy, không có làm gì hết mà có không? Đó là câu kệ thứ nhất. Nhưng mà cái câu kệ thứ hai đó thì lại có cái sâu khác. Cái sách đó là trong cái cuộc luân hồi đó, còn sống trong đời này đó thì không thể ngồi yên được, phải tinh tấn, phải tinh tấn. Dù muốn ngồi vô cái ghế thiên chủ hay là muốn trở thành một người ăn mài, kỹ nữ, ăn cướp thì cũng ai cũng phải cố gắng mới sống được, mới làm được cái gì đó, mới có thể mưu sinh, mới có thể đem lại cái an lạc cho mình. Hãy còn có mặt trong dục sinh tử thì chúng ta cần phải sự nỗ lực. Mà ngày nào mà chúng ta không còn cần thiết đến cái sự nỗ lực nữa đó thì lúc đó chúng ta mới thật sự là an lạc. Không biết chúng ta có nghe được cái câu này không? Tôi rất là mê cái bài kinh này chỗ này. Nhưng tại vì từ nãy tôi nói không có gì để tôi giảng này, bà con nghe chịu không nổi. Chứ như hôm qua tôi giảng cho nó là buổi đầu sơ cơ đó, mình chưa biết đạo á thì mình chỉ biết là làm cái gì đó, pháp luật đừng có làm gì mà động tới pháp luật thôi. Ác cỡ nào cũng được, nhưng mà miễn là đừng có động pháp luật. Thì mình đi câu cá, đi săn bắn thì cái đó đâu có cái gì đâu mà gọi là vi phạm pháp luật. Nhưng tới hồi biết đạo rồi đó thì mình thấy rằng cái gì đó mà nó không có, cái gì nó mà Đức Phật không có cho phép, cái gì nó không có đúng giới luật thì cũng có làm. Cái gì nó là ác nghiệp thì cũng có làm. Hồi xưa mình chỉ sợ thù quán, sợ pháp luật thôi, còn bây giờ mình sợ luôn cả cái nghiệp báo nữa. Mình chỉ có làm điều thiện thôi. Nhưng mà sẽ có một ngày mình hiểu ra rằng đó, vô minh duyên với ba hành, thì dầu cho làm thiện thì cái thiện nó cũng là nhân sanh, nhân sinh tử. Mà làm ác thì nó cũng là nhân sinh tử. Thì bây giờ mình còn là phàm thì mình vẫn phải làm thiện, vẫn phải tránh ác. Để làm gì? Để mình vung bồi cái ba la mật. Và hãy ngày nào còn liên hồi thì mình đừng có bị khổ. Nhưng mà hiểu thì vẫn phải hiểu, vẫn phải hiểu rằng làm thiện này nè, ngoài cái tác dụng là gieo duyên nhẹ thoát ra, thì mình vẫn phải hiểu làm thiện nó cũng là một cái nhân sanh tử. Thì có người họ chịu đó không nổi, họ chịu cái câu mà nói là làm thiện cũng là nhân sanh tử thì họ chịu không nổi. Một cái người mà hành giả họ chán thế gian, mà họ chán cái gì? Họ chán nhân, chán quả là vậy đó. Họ chán quả là họ thấy khổ, cái nỗi khổ niềm đau là đáng sợ đúng. Nhưng mà cả cái sự hạnh phúc nó cũng đáng chán, là bởi vì nó có rồi nó mất. Rồi chưa kể cái hạnh phúc nó chính là nền tảng của đau khổ. Bởi vì sau khi hạnh phúc nó kết thúc là đau khổ nó tới liền. Và cái đau khổ được gọi là đau khổ là bởi vì có hạnh phúc. Mà hạnh phúc được gọi là hạnh phúc là bởi vì có cái đau khổ. Cho nên hai cái ông thầy này cũng dựa vào nhau. Hành giả thấy như vậy cho nên hành giả sợ cái đau khổ, và rồi hạnh phúc hành giả đều sợ hết. Đó gọi là sợ quả. Còn sợ nhân, cái này là hành giả thấy rằng là nhân bất thiện làm ác á, mà là nhân bất làm nhân bất thiện. Còn hành giả nhìn thấy bây giờ, hành giả nhìn thấy hiểu rõ là cái nhân thiện nó cũng là nhân sanh tử. Hành giả thấy giống như chén cơm tù, dù nó ngon gì đi nữa thì cũng là chén cơm tù vậy đó. Thì có một số người không chịu không nổi. Từ bữa nay trong bài kinh này nó có những cái điều quý vị chịu không nổi. Điều nhất là Đức Thích nói hễ còn mang thân sinh tử, còn trong cái tam giới thì anh phải tinh tấn tu hành. Tuy nhiên chỉ có cái ngày nào mà không cần tinh tấn nữa thì cái ngày đó chúng ta mới thật sự giải thoát. Còn trong cõi sinh tử thì phải cố gắng mọi sự chứng thánh, chứng la hán rồi thì gì cũng buông. Không có phải là lười biếng, buông đây không phải là lười biếng, mà ngài còn không còn tha thiết cái gì nữa. Chữ buông đây có nghĩa đó, buông ở đây không có nghĩa là lười biếng, mà là không còn tha thiết
đầu tiên. Phải hiểu cái đó, tức là Ngài không còn tha thiết đầu tư nữa. Thí dụ như bây giờ Ngài có đi thuyết pháp, rồi Ngài có chia sẻ cái gì Ngài có cho vị khác, rồi Ngài có giúp đỡ phục vụ cho bạn tu hoặc cho hầu hạ thầy tổ, thì tất cả những cái gì đó là Ngài, Ngài thấy cần thì Ngài làm, chứ Ngài không còn xem đó là cái công đức nữa, hết rồi. Đấy, cho nên cái bài kệ này nói rõ hai chuyện. Khi ông làm mà ông làm biến thì Đức Thích mới nói được. Đức Thích nói trên đời này có cái gì mà làm biến mà có được hay không, chỉ cho tôi coi coi. Nhưng mà sau đó Đức Thích lại vì vẫn nhỏ giọng mà nói thế này. Tuy nhiên ông cũng phải biết trên đời này có một cái không biết ông có biết hay không, đó là cảnh giới thánh nhân. Sẽ có một ngày chúng ta không còn tha thiết để làm chuyện gì nữa hết. Bởi vì hãy còn có nỗ lực là còn có đầu tư, mà còn có đầu tư thì còn có chỗ để đi về, mà còn có chỗ để đi về trong cái tam giới này thì nó cũng có nghĩa là mình còn có chỗ trong ngục thất, còn có phòng ở trong nhà tù, còn có phòng trong nhà tù. Mà chỉ còn đi, chỉ đến một cái ngày nào đó mà mình không còn đầu tư nữa, không còn investment nữa hả, thì coi như mình không còn có cái phòng riêng ở trong nhà tù nữa, thì lúc đó mình mới khá được. Cho nên nhớ này, hai điều là nhất: còn sống trong sanh tử thì còn nỗ lực, nhưng một ngày nào đó sự nỗ lực nó không còn cần thiết nữa thì ngày đó mới thật sự là giải thoát. Bởi vì nói cho cùng, sáng tôi nói với bà con còn nhớ, tất cả những cái mình thích mình tưởng nó hay, nhưng mà thật ra là nó do cái gì? Thí dụ do cái nghiệp quá khứ nó khiến cho mình sanh vào cõi dục, thì mình thấy cái này hay, cái này đẹp. Chứ mai kia mình đắc sơ thiền rồi, mình thấy cái dục nó là tào lao. Rồi tới lúc vậy thì mình nhìn thấy cái sơ thì nó tào lao. Rồi cứ vậy, lúc mình đắc tới cái vô sắc à, thì mình nhìn lại cái dục giới nó chẳng ra cái gì hết. Rồi tới lúc mà mình đắc được sơ quả thôi, thì mình nhìn thấy rõ là tam giới chẳng ra cái gì hết. Nhưng mà vì còn nói vậy thôi nhưng cũng còn chút cái phiền não, thì vì nó phải còn tái sanh trong cõi dục thiên hay phạm thiên. Chứ còn nếu mà trong cái nhận thức à, thì vì tôi đùa cái lạnh sống rồi, đã lạnh sống rồi. Đó là thấy những cái gì mà thằng Tèo nó thấy thích thì thằng Tí nó nản vô cùng. Một cái gì, một cái mà thằng một cái đứa con nít mà nó thích thì người lớn mà chán vô cùng. Cái mà người nữ mà thích thì người nam mà chán vô cùng. Những đứa hôm nay mà các vị đem tới cho tôi 8 bộ sore, một bộ vậy 10.000 đô la mà để đưa cho tôi 8 bộ ha, xin lựa đi. Thế nguyên một thùng toàn là mỹ phẩm, kem rồi phấn rồi tùm lum trong đó. Mỗi một cái tiếp kem như vậy đó là mấy ngàn đô la, một cái cây son như vậy là 5.000 đô la, thì cái việc tưởng tượng cái tâm trạng của tôi đó ra làm sao? Tôi tưởng tượng tâm trạng của quý vị đưa tôi mấy cái bắp đầm mà quý vị nó mới mua ở Roma, ở Paris này, một cái bắp đầm như nữ một cái này là 6.000 đô la, quý vị nghĩ cái này quý vị hình dung cái gương mặt của tôi lúc đó không? Quý vị hình dung được, quý vị nghĩ cái cảm giác của tôi lúc đó là sao? Mà cho dầu một cái người Phật tử mà có vợ đó, mà mình tới mình cho họ như vậy đó, thì cái cảm giác của người đàn ông đó ra sao, thì họ biết cái này là chỉ có bà xã họ xài, chứ họ đâu có xài. Đôi khi quý vị ngon đó, quý vị cho người ta cái đồng hồ Rolex, người ta cảm ơn. Cho người ta chiếc xe, người ta cảm ơn, chứ còn mà quý vị cho tàu lao ai mà xài, nhé. Giống như người ta xài, người ta răng giả, quý vị mời ăn mía vậy đó. Cho nên là ở đây đó, tất cả những gì mình thích ấy, thì nó toàn là hoàn cảnh không. Hoàn cảnh, do hoàn cảnh mà thích. Hành giả nhớ như vậy, nhớ hoàn cảnh. Nhớ cái ba hành đó, là nó do vô minh tạo ra. Chính vô minh, nó tạo ra, cho nên người ta thấy cần phải đầu tư ở trong kiến dục, trong sắc và trong vô sắc. Đại khái ba hành đó là nó dẫn tới cái đó. Cái bất động hành đó là vô sắc. Cái phi hút hành đó thì nó dẫn tới cái đọa xứ. Rồi thì cái phúc hành đó thì nó dẫn đến dục và sắc, sắc giới. Thì dầu sao đi nữa đó, thì nó cũng là mình kiếm phòng ở trong nhà tù thôi. Nhưng mình cũng còn biết trên thế giới nó có những cái nhà tù cũng độc đáo. Ví dụ như là bên Áo nè, Bỉ nè, rồi Bắc Âu nè, có những nhà tù có những khách sạn vậy đó. Nhưng nói vậy thôi, chứ bây giờ có trả lương tháng cho tôi vô trong đó tôi ở làm sao tôi ở nha. Rồi bên Trung Quốc thì nó có cái nhà tù gọi là nhà tù tầng ô vậy đó, tầng thành. Chỗ này được xem là nhà tù là cao cấp nhất Trung Quốc. Mà Trung Quốc đó là một cái đất nước mà nó có chế độ nhà tù tệ nhất hành tinh. Nhưng mà riêng cái nhà tù này thì cực kỳ sang trọng và tiện nghi, là bởi vì
Vì những người tù này, họ từng người ở đây, họ có quyền để yêu cầu tôi thức ăn theo thực đơn. Và họ có chỗ để họ đánh tennis, họ có chỗ để họ coi báo, rồi họ coi TV. Có bác sĩ, y tá thường xuyên túc trực chăm sóc. Là vì sao? Là vì đây là nhà tù ý dành nhốt với cái ông mà cao cấp, cán bộ cao cấp mà phạm lỗi, chẳng hạn như là ông Lai Lai, ông Bạc Hy Lai gì đó, ví dụ như vậy đó. Thì tại sao tôi bắt quý vị phải nghe chuyện vô ích này? Là bởi vì tôi muốn nói rằng cõi trời đó mà nó có sướng cỡ nào thì nó cũng giống như là nhà tù Tần Thành thôi. Nó sướng gì thì nó cũng giống như nhà tù của Áo, của Mỹ, của Bắc Âu thôi. Thì một người hiểu được họ sợ. Và một chuyện nữa thì tôi nói là tôi không phải hành giả, nhưng mà tôi có thể xác định được câu chuyện này. Nếu mà một người hành giả mà nghiêm túc, xích sao, liên tục mà theo dõi thân tâm danh sách của mình, thì hành giả sẽ phát hiện được một điều rất là ly kỳ, đó là dầu cho mình sống ở đâu, khổ cách mấy, sướng cách mấy, thì danh sách nó cứ chớp nhoáng. Mà nếu nó cứ chớp nhoáng như vậy thì ở đâu cũng vậy thôi. Vấn đề là ở đâu mà cái thọ khổ nó nhiều thì mình sợ, còn ở đâu mà thọ lạc nó nhiều thì mình thích, chỉ vậy thôi. Chứ còn cái thời gian mà của tuổi thọ đó là nó ngắn như nhau, cho nên nó trong kinh mới giải thích thế này. Tuổi thọ ngắn nó có hai, một là thiết tiết ta an tồn tại ngắn ngủi, thứ hai là xa ra sát, tức là cái bản chất thì mong manh. Rồi đây là hai khía cạnh khiến Đức Phật dạy rằng đời sống ở đâu cũng là ngắn ngủi. Đó, nhớ cái này là hai cái mà cỡ như buổi sáng nay mà tôi khép lại cái này, đó là cũng đáng ăn từ đồng tiền bán gạo, cho phải học hai cái này thôi. Để sắp được gọi là ngắn ngủi là thứ nhất là thiết tiên ta. Thứ nhất là thời gian ngắn ngủi có nghĩa là sao? Hôm nay nói trong ngày mai hai đến đề sáng nói rõ một điều thế này, là chúng sanh chỉ tồn tại, ai cũng chỉ tồn tại trong một, trong từng cái từng sát na danh và sắc mở hoặc đơn. Nếu có sắc thì còn vô sắc nói hình chi nha. Ai cũng chỉ tồn tại trong từng sắc na. Người trong sát na trước, cái này ngàn sắc pháp nói nha, không phải là người ở sát na sau. Đó, hành giả thấy cái này mới rung. Người cái trong sát na trước không phải là người ở sát na sau. Thì đó, cái điều nhất là gọi là cái thời gian tồn tại nó ngắn, là ngắn như vậy, tức là cái thân tâm mình á, cái đời sống mình nó là một cái dòng chảy của danh sắc, mà cái dòng chảy này nó được ghép nối bởi vô số sát na. Cái ông trước mắt, ông sau xuất hiện, ông trước mắt, ông sau xuất hiện, trước mắt, ông sau xuất hiện. Các vị nghe kịp không? Cho thứ nhất là thời gian cái tồn tại nó ngắn. Thứ hai đó là cái bản chất mong manh là sao? Có nghĩa là tất cả những gì làm nên cái gọi là chúng sinh và thế giới đều là phù du. Các bạn tưởng tượng điều thứ nhất tạo ra điều thứ hai là sao? Chính vì có cái điều thứ nhất, chính vì cái thời gian tồn tại của các pháp hữu vi nó luôn ngắn ngủi. Không biết tôi nói các vị nghe kịp không?
Chính vì cái thời gian tồn tại của các pháp hữu vi tính bằng sát na, cho nên những gì mà nó tạo nên cái thế giới này nó cũng là ngắn ngủi. Đời sống của mỗi người là ngắn ngủi, và nó được tạo. Hãy ghi câu này: đời sống chúng sinh là ngắn ngủi và cũng được tạo nên bởi những thứ ngắn ngủi. Đó, bởi vì câu thứ nhất là mọi sự đều tồn tại trong từng sắc na. Tức là cái bù lon nó cũng là tồn tại trong một sắc na. Rồi cái con tán, cái dây sên, cái ổ líp, cái bê đan, cái ghi đông, cái bọc bơ ga, tất cả nó đều là tồn tại trong từng sát na, từng sát na. Cho nên tổng kết lại là chiếc xe đạp đó nó cũng là tồn tại trong từng sát na. Để nghe kể phúc. Chính cái thứ nhất nó tạo ra cái thứ hai. Thứ nhất là thời gian tồn tại thì ngắn ngủi, mà những cái thứ mà ráp nên đời sống nó cũng là ngắn ngủi. Đó, cho nên là bản chất thời gian ngắn ngủi mà cái bản chất cũng ngắn ngủi, cái bản chất mà tạo nên nó thì cũng là toàn là đồ dởm không à. Thì trong chú giải nói rõ, ví dụ như bây giờ mình nói rằng là con người thì nó gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, mạch, đàm, mũ, máu, mồ, phẩm, nước tiểu, những cái thứ này đó. Mình đừng nói đến chuyện dơ mà mình nói chuyện phụ du của nó thôi. Là những cái thứ này các vị biết mà, các vị trên 18 tuổi các vị biết mà. Những cái thứ này kể cho vui vậy thôi, chứ còn muốn cho nó hư vẻ à. Bây giờ quý vị uống giùm tôi chừng xị thuốc rầy thôi nha. Thì hỏi đi chứ những cái thứ mà tóc, lông, móng, răng, da nó có còn hay không. Uống giùm đi, uống giùm xị thôi à, uống giùm xị thì trong vòng 3 ngày là quý vị thấy cái da với cái thịt các vị nó hư rồi. Dạ 3 ngày uống thuốc rầy, uống bụng xị à, thì 3 ngày là cái da thịt nó tiêu rồi. Rồi mà trong vòng 3 ngày mà hắt thịt mình nó tiêu thì bao tử, rồi gan, rồi phèo, phổi của mình nó cũng tiêu luôn à. Mặc dù thuốc rầy nó không có phá những xít đúng, nhưng mà chỉ cần nó làm cho mình chết thì mọi thứ nó cũng chết theo. Đấy, nó rất là mong manh. Rất là mong manh là chỗ đó. Trên đời sống của chúng sinh là chỉ cần có một chút trở ngại thôi đó là nó tiêu tùng. Cho nên ở đây đó, tôi trả lời bài kinh đó là Đế Thích Ngài mới nói thế này. Đế Thích Ngài mới nói đó là chỉ đầu tiên là nó hãy còn mang thân sinh tử thì phải có sự nỗ lực. Đây là một cái nguyên tắc sống rất là cần thiết. Anh muốn thành Phật hay là muốn thành Đế Thích, Ma Dương, Phạm Thiên gì đó thì anh phải nỗ lực. Anh muốn nguyện thành cái gì thì anh phải nỗ lực. Đó. Nhưng mà cái điều thứ hai, anh phải nhớ rằng tất cả mọi nỗ lực nó chỉ là cái dấu chỉ, nó chỉ là cái dấu vết cho thấy rằng anh còn ở trong sinh tử, còn có trong sinh tử thì anh phải nỗ lực. Giống như một cái người đang lội, giống như người đang trên nước phải hoạt động không ngừng. Đó, nó đặc biệt cho đó, gọi là trong cái biển đời sinh tử chúng ta phải hoạt động không ngừng. Ngay cả cái người mà mình thấy họ đang thả nổi đó, họ không có quơ vào gì hết, nhưng mà thật ra đó, lúc mà họ đang ở trong tình trạng làm việc chứ không phải không. Cái chuyện mà họ giữ thăng bằng đó, đó là họ đang làm việc, mà làm việc ở mức độ tỉnh chứ không động. Tôi không biết bà con ở đây có biết cái là thả ngửa không ta. Trong dòng luân hồi mình có nhiều lúc mình cũng là thả ngửa đó. Thì như mình xếp mình sanh về cõi Phạm Thiên vô tưởng đi. Cõi Phạm Thiên vô tưởng thì giống như là đang thả ngửa vậy đó. Thả ngửa nhưng không có bơi nữa, cứ nằm cho nó giữ tăng bằng lên, cho nó cứ bồng bềnh vậy đó. Nhưng thật ra đó, thấy người không có bơi, người không có lội đó, thì họ người không biết bơi, họ thấy thì họ tưởng là người này đang nhàn. Cái thật ra đúng, nhàn này có nhàn, nhưng mà người này vẫn đang làm việc, vẫn cần phải giữ tăng bằng cho mình. Và mình mà mình không biết bơi, không biết lội, mình không biết thả ngửa đó, thì mình không làm được như vậy. Điều đó có nghĩa là người biết bơi lội thì đó cũng là một thao tác, cũng là một thao tác, chứ không phải là họ nằm chơi giống như trên mặt đất đâu. Như vậy thì trên cái biển đời sinh tử này, tất cả đều phải nỗ lực cố gắng. Nếu mình muốn được cái gì đó, khi đến được cái quả vị La Hán thì chúng ta không còn tha thiết gì nữa. Vậy đó gọi là vô vi. Và hành động của
cái vị đó gọi là duy ta. Còn cái cảnh giới mà cái này đạt được là vô vi, không cần, không có phải do nỗ lực mà có. Ok, hẹn lại nhau ngày mai. Bữa nay thì tôi ráng giảng xong hai bài kinh đầu tiên rồi đó. Mà để dành trọn cái thời gian để giảng cho cái bài kinh Niệm Phật. Mà các vị suy nghĩ coi, nếu mà ngày mai đúng ra thì ngày mai thì giảng được, nhưng mà sao nó lười. Ngày mà để tôi hôm nay thứ năm, thứ bảy đi. Thứ bảy thì là xin chào quý vị, xin đánh lễ cho tôi mít dạ. Thứ bảy thì là xin chào quý vị, xin đánh lễ cho tôi mít dạ. Thứ bảy thì là xin chào quý vị, xin đánh lễ cho tôi mít dạ. Thứ bảy thì là xin chào quý vị, xin đánh lễ cho tôi mít dạ. Thứ bảy thì là xin chào quý vị, xin đánh lễ cho tôi mít dạ. Thứ bảy thì là xin chào quý vị, xin đánh lễ cho tôi mít dạ. Thứ bảy thì là xin chào quý vị, xin đánh lễ cho tôi mít dạ. Thứ bảy thì là xin chào quý vị, xin đánh lễ cho tôi mít dạ. Thứ bảy thì là xin chào quý vị, xin đánh lễ cho tôi mít dạ. Thứ bảy thì là xin chào quý vị, xin đánh lễ cho tôi mít dạ. Thứ bảy thì là xin chào quý vị, xin đánh lễ cho tôi mít dạ. Thứ bảy thì là xin chào.